Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 157. Ba tên cường giả của đế quốc nhìn về phía tận cùng Ngân Hà cũng không truy đuổi nữa, có thần vật số một của nhà họ Thiên bảo vệ, bọn họ muốn giết Diệp Quân là không có khả năng. Bên kia, Cơ Chiến và Thiên Hợp cũng dừng lại. Sắc mặt Cơ Chiến vô cùng khó coi, ông ta đã nhận được tin tức Diệp Quân được cường giả nhà họ Thiên cứu thoát. Vẫn để hắn được cứu. Điều này khiến ông ta có phần bất ngờ. Ở nơi xa, Thiên Hợp cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chẳng mấy chốc, sắc mặt ông ta cũng trở nên có chút khó coi, bởi vì một trong bốn cường giả cảnh giới giới ngoại bảo vệ Diệp Quân lúc ban đầu đã chết. Mỗi cường giả cảnh giới giới ngoại đều được nhà họ Thiên nỗ lực bồi dưỡng, nếu mất đi một người thì tổn thất sẽ rất lớn, hơn nữa người bị giết còn là đệ đệ. Trong tộc của ông ta, vẻ mặt Thiên Hợp phức tạp, hy sinh một người trong tộc của mình chỉ vì một người ngoài. Ông ta không suy nghĩ việc này nữa, vì đó là lựa chọn của ông ta, nếu đã đưa ra lựa chọn thì không còn chỗ để hối hận. Ở nơi xa, Cơ Chiến đột nhiên nói, Thiên Hợp, vì một người ngoài mà một vị cường giả cảnh giới giới ngoại đã chết, ba cường giả cảnh giới giới ngoại bị thương nặng, có đáng không? Thiên Hợp nhìn Cơ Chiến, hôm nay người đối xử với thiếu niên kia như vậy, người cho rằng sau này hắn sẽ tha cho đế quốc của ngươi sao? Cơ Chiến khinh thường nói, chỉ dựa vào hắn. Thiên Hợp cười nói, nếu thật sự không để ý tới hắn, vì sao ngươi phải mất công tới giết hắn? Cơ Chiến nói, ngươi chọn hắn, còn ta thì chọn chủ nhân bút đại đạo, vậy chúng ta hãy chờ xem cuối cùng ai mới là người thắng. Thiên Hợp nhìn chằm chằm Cơ Chiến, vậy chúng ta cứ chờ xem. Nói xong, ông ta quay người xé rách không trung rời đi. Cơ Chiến nhìn chằm chằm vào trong Ngân Hà, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Lúc này, chủ nhân bút đại đạo xuất hiện ở bên cạnh Cơ Chiến nói, ngươi không có gì muốn nói sao? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, ngươi muốn biết lai lịch của hắn sao? Cơ Chiến chậm rãi nhắm mắt lại, hiện tại ta không muốn biết. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Cơ Chiến, nói, dù hắn đến từ đâu cũng không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là đế quốc của ta đã chọn ngươi, từ giờ phút này trở đi, đế quốc của ta sẽ cùng chung số phận với ngươi. Dứt lời, ông ta quay người bỏ đi. Nếu đã đưa ra lựa chọn, thì cứ dốc hết sức để đi đến cùng. Cơ Chiến này không sợ bất kỳ nhân quả nào. Chỉ cần làm là xong. Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát, liếc nhìn phía cuối thiên hà, sau đó xoay người rời đi. Trong một tòa đại điện cổ xưa, Diệp Quân nằm trên giường, thân thể đang được chữa trị từng chút một, trong trận chiến này thân thể của hắn đã bị đánh tan hai lần. Nếu không có kiếm Thanh Huyền trấn hồn, thần hồn của hắn suýt chút nữa đã bị hủy diệt hai lần. Nhưng đối với hắn cũng là một chuyện tốt, bởi vì hắn phát hiện, cho dù không sử dụng kiếm Thanh Huyền, hắn cũng không có khó chịu, điều đó có nghĩa là hắn cũng không quá lệ thuộc vào kiếm Thanh Huyền. Đồng thời, sau trận chiến này, hắn phát hiện thực lực hiện tại của hắn thật ra cũng gần như ngang bằng với cảnh giới giới ngoại, đương nhiên so với Cơ Chiến và Thiên Hợp thì vẫn còn chênh lệch rất lớn, nếu đối phương có sử dụng thần vật thì hắn sẽ không có cơ hội chiến thắng. Không bao lâu, thân thể của hắn đã gần như hoàn toàn khôi phục, dù sao thân thể của hắn cũng do kiếm ý ngưng tụ. Nhưng vào lúc này, hắn tựa hồ cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hắn đột nhiên đứng dậy, vung kiếm chém ra, hắn vừa chém ra, một tia sáng thần thánh đột nhiên bắn xuyên qua không trung, toàn bộ đại điện trực tiếp biến thành bột mịn. Bùm! Diệp Quân trực tiếp bị tia sáng thần thánh kia đánh bay đi ngàn trượng. Thân thể vừa mới ngưng tụ bị nứt ra, máu bắn tung tóe. Diệp Quân có chút bối rối. Đế quốc kia điên cuồng đến vậy sao, trực tiếp đuổi theo đến nhà họ Thiên. Không đúng. Rất nhanh Diệp Quân đã ý thức được không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phía xa, người phụ nữ áo trắng đã cứu hắn trước đó đang nhìn chằm chằm hắn, chính là người phụ nữ áo trắng này ra tay. Diệp Quân có chút thắc mắc, chuyện gì đang xảy ra vậy? Để mạng lại đây. Đúng lúc này, bên phải đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rú, Diệp Quân quay đầu lại, liền nhìn thấy một thiếu niên đang cầm một cây trường thương dùng tốc độ cực nhanh lao tới, trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Diệp Quân không có ra tay, bởi vì Thiên Hợp đã xuất hiện ở trước mặt hắn, Thiên Hợp nhẹ nhàng vung tay, thiếu niên kia đã bị cuốn về chỗ cũ. Thanh niên cầm trường thương trừng mắt nhìn Diệp Quân, hai mắt đỏ hoe, tộc trưởng, tại sao phải cứu hắn? Người phụ nữ áo trắng cũng nhìn chằm chằm Diệp Quân, khí tức trên người dâng trào,
nếu không phải Thiên Hợp đứng ở đó, cô ta đã sớm ra tay. Đã chết. Diệp Quân ngạc nhiên nói, vị tiền bối đó. Thiên Hợp gật đầu, người đừng nghĩ nhiều, chuyện lần này là lỗi của ta, do ta không xem trọng lời Vưu Liêm nói, nếu ban đầu ta để tâm hơn thì đã không bị đối phương cắn ngược mà không kịp trở tay như thế. Diệp Quân trầm mặc, tâm tình phức tạp. Thiên Hợp vỗ vỗ vai Diệp Quân, nói trước hết người cứ chữa thương đi đã. Nói rồi, ông ta xoay người rời đi. Diệp Quân khẽ thở dài. Ở bên khác, Thiên Hợp tìm được cô gái mặc váy trắng khi trước, cô ta đang đứng ở đỉnh núi, khuôn mặt lạnh như băng. Thiên Hợp khẽ than thở, nha đầu, việc này là lỗi của ta. Cô gái áo trắng nói, tại sao lại dốc toàn lực để cứu hắn? Thiên Hợp nói, là ý của Vưu Liêm. Cô gái áo trắng cau mày. Thiên Hợp tiếp tục nói, cô ta là người được tộc trưởng đời trước phái đến đế quốc, là người của chúng ta, cô ta gửi thư cho ta bảo rằng phải bảo vệ thiếu niên này bằng bất cứ giá nào. Ban đầu ta cũng nghi hoặc giống con vậy, nhưng sau khi nhìn thấy thiếu niên này, ta đã hiểu được tại sao Vưu Liêm lại nói như vậy. Thiếu niên này không hề đơn giản, tất nhiên quan trọng nhất là chủ nhân bút đại đạo kia không hề đơn giản. Nói rồi, ông ta dừng một chút rồi mới tiếp lời, chủ nhân bút đại đạo kia là quốc sư mới đến của đế quốc, người này không thuộc nền văn minh vũ trụ chúng ta, kiến thức sâu không lường được. Nhà đầu, con cũng biết đó. Bây giờ chúng ta với đế quốc có thể nói là lưỡng bại câu thương, bởi vậy một thế lực của nền văn minh mới đến rất có thể phá vỡ được sự cân bằng này, mà Diệp công tử và chủ nhân bút đại đạo kia lại là tử địch, vậy nên... Cô gái áo trắng trầm mặc. Thiên Hợp tiếp tục nói, ta cũng không biết rốt cuộc lai lịch của chủ nhân bút đại đạo và Diệp công tử kia ra sao, nhưng bây giờ xem ra hai người này đều rất đáng sợ, nếu chúng ta không cứu Diệp công tử, đế quốc kia có chủ nhân bút đại. Đạo trợ giúp thì e là nhà họ Thiên cuối cùng sẽ bại trận. Cô gái áo trắng gật gật đầu, đại bá, ta biết rồi, bác không có tư tâm khác, bác cũng là vì nhà họ Thiên, ta và đệ đệ không hận bác. Thiên Hợp khẽ thở dài. Cô gái áo trắng lại nói, đại bá yên tâm, ta và đệ đệ sẽ không tìm hắn báo thù. Không có chuyện gì lớn hơn nhà họ Thiên. Vẻ mặt của Thiên Hợp rất phức tạp. Vẻ mặt của Thiên Hợp rất phức tạp. Lúc này... Một cái bóng mờ xuất hiện phía sau ông ta, bóng mờ nói, Vưu Liêm đã trở về. Thiên Hợp lập tức thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn cô gái áo trắng, nhà đầu, mấy ngày nay con cứ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, chuyện cha con ta sẽ xử lý ổn thỏa. Cô gái áo trắng gật đầu, không nói gì thêm. Thiên Hợp xoay người rời đi. Ở một bên khác, Thiên Hợp gặp được Vưu Liêm, câu đầu tiên Vưu Liêm hỏi là, Diệp công tử ở đâu? Thiên Hợp nói, hắn đang chữa thương. Vưu Liêm thả lỏng trong lòng. Thiên Hợp nói, rốt cuộc lai lịch của hắn ra sao? Vưu Liêm lắc đầu, không biết. Thiên Hợp tỏ vẻ nghỉ hoặc. Vưu Liêm nói, ta không tiếp xúc nhiều với hắn, cũng không quá rõ về hắn. Nói rồi, cô ta nhìn Thiên Hợp, ta định hỏi rõ hắn. Thiên Hợp nói, bây giờ hắn đang chữa trị thân thể, ổn rồi ta sẽ dẫn người đi tìm hắn. Vưu Liêm đáp, được. Thiên Hợp lại hỏi, lai lịch của chủ nhân bút đại đạo thì sao? Vưu Liêm lại lắc đầu, không biết, người này, thiên tộc ta cần phải cẩn thận vạn lần. Thiên Hợp im lặng một lát mới nói, xem ra chúng ta phải nói chuyện với Diệp công tử lâu đấy. Hai người đột nhiên xuất hiện này quá thần bí. Trong phòng, lúc này thân thể Diệp Quân gần như đã hoàn toàn hồi phục, nhìn thân thể vừa lành lặn của mình, hắn lắc đầu nở nụ cười, thân thể này trong vòng một ngày mà nát bươm nhiều lần ghê. Xem ra kiếm ý vô địch vẫn chưa đủ mạnh. Hiện tại hắn thuộc kiểu kiếm ý mạnh thì thân thể sẽ cứng. Ở trên giường, Diệp Quân chậm rãi nhắm mắt lại, hắn nhớ đến cuộc chiến từng giao thủ với đế thần và cơ chiến. Phục. Hai trận chiến này hắn đều ở thế hạ phong, bị đối thủ hoàn toàn áp chế. Thực lực bây giờ của hắn vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Phải tăng cao thực lực. Chẳng mấy chốc, hắn đã lần nữa tiến vào điểm giao hư chân, khi đến đây. Xung quanh có một luồng hơi thở thần bí đột nhiên ập về phía hắn. Diệp Quân cũng không biết đối phương là gì, dù sao lần trước hắn đột phá được cũng là nhớ đối phương giúp đỡ, đối phương có thể khống chế sức mạnh thời không hư chân ở đây để giúp đỡ hắn. Diệp Quân gọi, tiền bối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới sự giúp đỡ của bóng mờ, thân thể Diệp Quân bắt đầu có sự thay đổi, kiếm ý vô địch cũng có thêm một luồng năng lượng hoàn toàn mới. Sức mạnh của thời không hư chân.
Lúc phá hư có thể nặn ra thần thể đạo hư, mà khi đạt đến giới ngoại thì có thể nặn thần thể hư chân. Tất nhiên độ khó của chuyện này vô cùng cao, bởi vì muốn nặn thần thể hư chân thì bắt buộc phải được hư chân linh trợ giúp, hư chân linh cũng chính là sinh linh ở điểm giao hư chân. Loại sinh linh này không phải chỉ có một, mà mỗi khu vực đều có một con, nhưng chúng nó rất bài xích sinh vật ngoại lai. Sinh vật ngoại lai muốn nhận được sự trợ giúp của chúng nó gần như là không thể. Diệp Quân là ngoại lệ. Chẳng mấy chốc, dưới sự giúp đỡ của hư chân linh, thân thể Diệp Quân bắt đầu xuất hiện ánh sao nhàn nhạt lấp lánh, không chỉ thế mà hơi thở của hắn cũng ngày càng mạnh lên, bởi vì hắn có thể thỏa sức cắn nuốt sức mạnh thời không hư. Chân nơi đây. Một lát sau, Diệp Quân như nghĩ đến gì đó mà đột nhiên quay đầu nhìn hư chân linh, ngươi có thể giúp ta làm một chuyện không? Hư chân linh nhìn, không nói gì. Diệp Quân khế nói vài câu, sau đó lặng lặng chờ hư chân linh trả lời. Hư chân linh trầm mặc một lát, sau đó gật đầu rời yên lặng rời đi. Diệp Quân khẽ nói, hy vọng thành công. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân trở về lại thời không hiện thực, lúc này hắn không chỉ hồi phục thương thế toàn thân, mà thân thể còn được tăng cường thêm nhiều hơn, bây giờ cường giả cảnh giới ngoại bình thường đã khó lòng làm. Tổn thương cơ thể của hắn nữa. Đúng lúc này, ngoài điện đột nhiên vang lên giọng nói của Thiên Hợp, Diệp Tiểu Hữu, ta và Vưu Liêm tới thăm ngươi được không? Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, đứng dậy đi ra ngoài điện, hắn nhìn Thiên Hợp, mỉm cười nói tiền bối. Nói rồi, hắn lại nhìn sang Vưu Liêm cô nương, lại gặp mặt rồi. Thiên Hợp quan sát Diệp Quân, hơi kinh ngạc, ngươi đột phá rồi. Diệp Quân gật đầu, có chút cảm ngộ. Vẻ mặt Thiên Hợp phức tạp, người này là quái thai hả? Vưu Liêm nói, Diệp công tử, lần này ta và tộc trưởng đến đây tìm ngươi là muốn hỏi chuyện với ngươi một chút, rốt cuộc chủ nhân bút đại đạo là ai? Diệp Quân trầm giọng nói, ta cũng không biết. Nghe Diệp Quân nói thế, Vưu Liêm và Thiên Hợp đều có chút ngạc nhiên. Diệp Quân trầm giọng nói, người này rất thần bí, thế gian này có rất ít người biết được lai lịch của ông ta. Thiên Hợp nói, lần này ông ta với ngươi đến đây là để. Diệp Quân nói, tranh giành đại đạo. Thiên Hợp hơi nghi hoặc một chút, tranh giành đại đạo. Thiên Hợp nói, Diệp Tiểu Hữu, ta có thể hỏi về cuộc chiến tranh giành đại đạo giữa ngươi và ông ta không? Diệp Quân nói, việc này kể ra hơi phức tạp, nói đơn giản là ta và ông ấy đều muốn tu đạo của bản thân, nhưng đạo của chúng ta lại xung đột với nhau, thế là bị đưa đến đây để chúng ta cạnh tranh công bằng. Ai thua thì phải giúp đối phương. Hoàn thiện đại đạo. Thiên Hợp liếc mắt nhìn Diệp Quân, khế gật đầu, cũng không hỏi nhiều nữa, nhưng ông ta biết chuyện không đơn giản như vậy. Thế gian này chắc chắn còn có nền văn minh cực kỳ mạnh mẽ khủng bố mà họ chưa phát hiện ra. Đó là nền văn minh còn mạnh mẽ hơn cả nhà họ Thiên và đế quốc. Tại sao? Rất đơn giản, đối phương có thể tìm tới được nơi đây, nhưng bọn họ lại chẳng biết gì về đối phương cả. Diệp Quân đột nhiên nói, bây giờ nhà họ Thiên và đế quốc đang tranh giành một quãng thần giới ngoại. Thiên Hợp gật đầu, đúng thế. Diệp Quân hỏi, quãng thần giới ngoại đó là? Thiên Hợp giải thích, là một quãng mỏ linh tinh hoàn toàn mới, hiện nay linh tinh cao cấp nhất vũ trụ là đá tinh linh, thế nhưng trong quãng thần giới ngoại này được phát hiện ra có linh tinh cao cấp hơn. Tu luyện cần tài nguyên nhất, mà loại linh tinh mới này có thể phá vỡ thế cân bằng hiện tại. Bởi vậy hai bên chúng ta đều không thể từ bỏ. Nói đến đây, ông ta dừng lại một chút rồi mới tiếp tục. Diệp Quân hỏi, sao? Thiên Hợp trầm giọng nói, quãng thần giới ngoại này không hề đơn giản, sâu trong quãng thần có một cường giả thực lực khủng bố, ta đã từng tiếp xúc với. Người đó. Nói đến đây, ông ta lắc đầu, thôi quên đi, trước tiên giải quyết chuyện của đế quốc trước đã rồi nói sâu. Diệp Quân nói, trận chiến với đế quốc này có phần thắng không? Thiên Hợp nói, 50-50, nhưng hiện tại chủ nhân bút đại đạo đã gia nhập phía bên kia. Diệp Quân trầm giọng nói, người này nếu không bị phong ấn sức mạnh đại đạo thì nhà họ Thiên sẽ không có bất kỳ phần thắng nào, nhưng bây giờ, chúng ta và bọn họ như nhau, chủ nhân bút đại đạo để ta đối phó. Nói rồi, hắn nhìn về phía Thiên Hợp, tiền bối. Ta cần phải hiểu rõ tất cả mọi thứ về nhà họ Thiên và đế quốc, bao gồm cả tất cả thế lực đứng đầu ngoài nhà họ Thiên và đế quốc ra. Thiên Hợp đáp, chuyện này thì dễ. Ở vũ trụ này trừ hai bá chủ là đế quốc và nhà họ Thiên ra thì còn ba đại gia tộc, lần lượt là Di tộc Thái Cổ, Chu tộc và Ô tộc. Chu tộc có giao tình tốt với đế quốc, Ô tộc lại thân với nhà họ Thiên,
còn di tộc Thái cổ vốn đứng ở trung lập, mãi tận gần đây mới theo nhà họ Thiên, giúp họ chiếm thế thượng phong trên chiến trường. Diệp Quân bèn nhận ra chủ nhân bút đại đạo rất có thể sẽ xuống tay với gia tộc này. Không lâu sau, Thiên Hợp dẫn hắn đi đến di tộc Thái cổ. Bọn họ có lịch sử từ ngàn xưa, bắt nguồn còn trước cả nhà họ Thiên, cũng đã từng trải qua một thời huy hoàng, làm bá chủ thiên hạ. Nhưng sau đó thiên tài dụng dần khiến họ bắt đầu suy yếu, cuối cùng bị đế quốc và nhà họ Thiên qua mặt. Người từng ở trên đỉnh cao ai lại chịu khom lưng cúi đầu. Đây cũng là lý do vì sao họ vẫn luôn ở thế trung lập. Diệp Quân vừa bước ra khỏi thời không đã nhìn thấy mấy trăm nghìn đại điện xa xưa đứng sừng sững trong không trung, nguy nga tráng lệ vô cùng. Nơi này là Thái cổ di giới. Một ông lão xuất hiện tiếp đón hai người bọn họ. Thiên Hợp hỏi, lão Lý, tộc trưởng của các ông có ở nhà không? Ông lão đáp bẩm, tộc trưởng đang tiếp khách. Diệp Quân nghe vậy thì xa sầm mặt. Chắc chắn là chủ nhân bút đại đạo đến rồi. Trông Thiên Hợp cũng không vui vẻ được bao nhiêu, không ngờ người kia lại thật sự ra tay với di tộc Thái cổ trước. Ông lão ra chiều khó xử, Thiên Hợp tộc trưởng. Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu, ông ta vội nói, mời ngài vào. Rồi đưa Thiên Hợp và Diệp Quân biến mất. Hai người họ xuất hiện trong một đại điện, nơi chủ nhân bút đại đạo đang ngồi sẵn, đang cười tủm tỉm nhìn Diệp Quân. Ngồi ở vị trí cao nhất là tộc trưởng Thái Cổ Kình, kế bên còn có một thanh niên trẻ tuổi. Thái Cổ Kình đứng dậy, cười nói, Thiên Hợp huynh. Thiên Hợp đáp lễ, Kình huynh. Thái Cổ Kình, hai vị, mời ngồi. Diệp Quân và Thiên Hợp ngồi đối diện chủ nhân bút đại đạo. Chỉ thấy ông ta vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt như đã nắm tất cả trong tay. Thái Cổ Kình đi thẳng vào vấn đề, vị đạo huynh này nói có thể giúp gia tộc ta giải trừ phong ấn trên Thái Cổ Thần Kinh. Thiên Hợp nhíu mày. Thái Cổ Thần Kinh. Nó là thần vật đứng đầu của TDC, cũng là một quyển thuật thần thông có tiếng là đứng đầu thế gian, thứ có sức mạnh kinh khủng nhất tộc. Sự xuống dốc của di tộc Thái Cổ cũng có liên quan đến nó. Vì nó đã rơi vào trạng thái phong ấn sau khi vị tổ tiên thứ hai trong tộc qua đời, từ đó đến nay không tỉnh lại. Cũng may di tộc Thái Cổ xây dựng được cơ đồ lớn nên mới kéo dài được tới bây giờ, bằng không thì đã bị nuốt sạch. Mà bây giờ, chủ nhân bút đại đạo nói ông ta có thể giải phong ấn cho Thái Cổ Thần Kinh. Thiên Hợp nghe xong thì tim như chìm xuống đáy biển. Ông ta biết nếu chủ nhân bút đại đạo nói thật thì di tộc Thái Cổ chắc chắn sẽ không từ chối cám dỗ này. Thái Cổ Kình nói xong thì nhìn sang Thiên Hợp và Diệp Quân. Ý nghĩ thế nào đã quá rõ ràng. Nếu họ không thể đưa ra điều kiện tốt hơn thì di tộc Thái Cổ sẽ lựa chọn theo chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân bỗng đứng dậy. Chủ nhân bút đại đạo lập tức mở miệng, danh con, đừng vội nói ngươi cũng giải được phong ấn. Hắn làm lơ ông ta, nói với Thái Cổ Kình, tiền bối, người nhà ta có thể. Đệt bài. Chủ nhân bút đại đạo quát lên. Người nhà ngươi giải được thì liên quan đếch gì đến ngươi? Ngươi quên mình không được gọi người à? Diệp Quân thấy ông ta vẫn bình thản thì thoáng lo âu, bề ngoài vẫn làm như ung dung mà đáp, chủ nhân bút đại đạo nói có thể giúp tiền bối giải phong ấn của Thái Cổ Thần Kinh, ta tin ông ta làm được. Thái Cổ Kình ra vẻ ngạc nhiên. Chủ nhân bút đại đạo thì làm ra vẻ đề phòng. Diệp Quân, ta không làm được nhưng người nhà ta chắc chắn có thể. Nếu tiền bối không vội thì xin đợi một chút. Ta sẽ nhờ người đến giải phong ấn Thái Cổ Thần Kinh, được chứ? Vô liêm sỉ. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, đúng là tên mặt dày không biết xấu hổ, hở ra là gọi người tới. Diệp Quân liếc xéo, còn lão thì sao, lão chó già. Ông sống bao lâu, ta sống bao lâu? Chủ nhân bút đại đạo tuy bị phong ấn pháp lực nhưng ký ức thì vẫn còn. Ông ta nói, cha ngươi đã nói chúng ta cạnh tranh công bằng. Giờ đây ngươi cứ đụng chuyện là gọi cứu viện là thế nào đây? Diệp Quân, thế ta đã gọi chưa? Gọi chưa? Chủ nhân bút đại đạo cả giận, đừng có chơi chữ với ta. Diệp Quân, ta chỉ nói chuyện ở đây. Ta xế nói người nhà giải phong ấn cho di tộc Thái Cổ. Ông cứ nhảy dựng lên làm gì? Chủ nhân bút đại đạo cay cú trừng mắt, Diệp Quân không chịu yếu thế nhìn lại. Thấy họ hoàn toàn không cần giữ mặt mũi, Thiên Hợp và Thái Cổ Kình đều kinh ngạc không thôi. Thù oán gì mà sâu dữ vậy? Bỗng chủ nhân bút đại đạo cười, muốn chơi kiểu đó chứ gì? Diệp Quân, vậy con chó già nhà ông nói xem ta đã phạm luật chưa? Chủ nhân bút đại đạo gật gù, đúng là chưa? Rồi quay sang Thái Cổ Kình, lão huynh hãy mang Thái Cổ Thần Kinh đến đây, ta sẽ giải phong ấn miễn phí,
không cần các vị trả ơn hay chọn phe. Diệp Quân xa sầm mặt. Thái Cổ Kình lập tức đứng dậy, vươn tay đẩy một quyển trục sang cho chủ nhân bút đại đạo. Ông ta nhận lấy nó rồi như nghĩ đến gì mà quay sang Diệp Quân, cho tên nhóc danh người phá giải, đỡ phải nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Rồi thầy Thái Cổ Thần Kinh về phía hắn. Diệp Quân im như thóc. Chủ nhân bút đại đạo cười phá lên, không được chứ gì. Ha ha, biết vậy cứ nói sớm, ta cũng sẽ không cười ngươi. Diệp Quân mặc kệ ông ta, nói với Thái Cổ Kình, tiền bối, ta không phá giải được nhưng ta có một quyển khác cũng không tệ, tiền bối xem thử. Rồi hắn lấy một quyển trục khác đưa sang, là Phá Bích Kinh, bản hoàn chỉnh. Tâm huyết cả đời của vị kỳ nhân kia, thứ ngay cả chủ nhân bút đại đạo cũng mơ ước. Hắn tin chắc nó tuyệt đối không thua kém gì Thái Cổ Thần Kinh. Quả nhiên, Thái Cổ Kình giật mình. Láo tuê ti, chủ nhân bút đại đạo cười nhạt, nó là của ngươi à? Diệp Quân, ta tốn mấy năm viết ra nó, chẳng lẽ lại là của ông? Mẹ nó! Chủ nhân bút đại đạo quát, dám nhận do tự mình viết. Ngươi còn mất dạy hơn cha ngươi nữa. Mặt mũi ngươi vứt đâu rồi? Diệp Quân, đếch liên quan đến ông. Mọi người! Thái Cổ Kình trần trừ không biết phải làm sao. Lời to rồi. Của hời từ trên trời rơi xuống. Mà không có điểm báo gì hết. Ông ta cũng nhanh chóng hiểu ra chủ nhân bút đại đạo nói muốn giải phong ấn Thái Cổ Thần Kinh miễn phí thật ra là muốn di tộc Thái Cổ mang ơn ông ta. Dù sao thì người ta đã giúp mình, đến lúc cần giúp lại chẳng lẽ lại từ chối. Diệp Quân cũng nhận ra nên mới đề nghị cho họ một thứ còn mạnh hơn. Để rồi đến lúc đó chủ nhân bút đại đạo nói muốn di tộc Thái Cổ đánh nhà họ Thiên thì chẳng lẽ lại giúp. Dù sao đi nữa, di tộc Thái Cổ là người được lợi nhất. Thái Cổ Kình bèn nói, chúng ta sẽ đứng ở thế trung lập. Chỉ có thể lựa chọn như vậy, không giúp đỡ ai cả. Chủ nhân bút đại đạo mặt không đổi sắc, không đạt được mục đích thì không giải phong ấn cho Thái Cổ Thần Kinh, hai bên không hợp tác được thì đương nhiên trở mặt thành thù. Diệp Quân chỉ gật đầu, được. Rồi nói với Thiên Hợp, đi thôi tiền bối. Ông ta gật đầu, ừ. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, Thiên Hợp hơi nghi ngờ, tiểu hữu làm sao vậy? Ông ta đến một mình. Sắc mặt Diệp Quân đột nhiên trở nên hơi khó coi, ông ta không đến để lôi kéo di tộc Thái Cổ, mục đích thật sự của ông ta là dụ chúng ta đến đây rồi giết. Một thể, tiền bối, đi mau. Nghe Diệp Quân nói thế, Thiên Hợp không chút do dự, nắm lấy hắn rồi phá vỡ hư không, cưỡng chế rời khỏi nơi này. Nhưng vừa vào hư không, bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số phù văn màu vàng lít nha lít nhít, những phù văn vàng này đang bốc cháy, tỏa ra từng luồng sức mạnh quỷ dị. Thời không nơi đây đã bị phong bế lại chặt chẽ. Ấn Đế Vương. Thời không phía đối diện Thiên Hợp và Diệp Quân đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, Cơ Chiến chậm rãi bước ra, mà bên cạnh ông ta còn có hai người áo đen cùng sáu đế thần vệ. Toàn bộ đều là cảnh giới giới ngoại. Mà xung quanh còn có những hơi thở thần bí đang dục dịch, còn là càng lúc càng nhiều. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của Thiên Hợp và Diệp Quân lập tức sầm lại. Sắc mặt Diệp Quân cực kỳ âm u. Mẹ kiếp, hắn vẫn còn coi thường chủ nhân bút đại đạo này quá, đối phương còn đoán trước được điều hắn đoán. Thiên Hợp liếc nhìn những cường giả cảnh giới giới ngoại vừa chạy đến này, tay phải khế siết chặt lại, từng luồng sức mạnh đáng sợ đang dần ngưng tụ trong lòng bàn tay ông ta. Cơ Chiến nhìn hai người Diệp Quân, không hề phí lời, giết. Giết! Vừa dứt lời, ông ta lập tức hóa thành một luồng sáng vàng vạn trượng xông ra ngoài, sức mạnh to lớn bao trùm tất cả, chấn động tinh hà. Di tộc Thái Cổ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn Thái Cổ Thần Kinh trước mắt, cười nói, tổ tiên của quý tộc quả là một người ghê gớm, suy nghĩ này. Hiếm ai có được. Nói rồi, ông ta đưa cuốn Thái Cổ Thần Kinh cho Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình nhận lấy Thái Cổ Thần Kinh, đang định nói chuyện thì bỗng, ông ta quay ra phía đối diện, lông mày nhíu lại. Lúc này ông ta cũng đã hiểu được ý đồ của chủ nhân bút đại đạo, rõ ràng người này muốn dụ Diệp Quân và Thiên Hợp đến. Mục đích chính là diệt cỏ tận gốc. Tâm kế khó lường. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn lên hư không phía trên, chậm rãi nói, lúc hai người họ đến, vì sợ ta thuyết phục được các ngươi nên rất vội vã, không dẫn theo bất kỳ cường giả cấp cao nào đến. Mà bây giờ, ở thời không này đang có mười mấy vị cảnh giới giới ngoại đỉnh cao, còn có sát trận đế vương mạnh nhất của đế quốc. Thiên Hợp dù có mạnh hơn nữa cũng khó mà chống đỡ được. Thái Cổ Kình trầm mặc. Tất nhiên ông ta hiểu ý của đối phương,
đối phương đang muốn ông ta đưa ra lựa chọn. Chỉ cần giết Thiên Hợp, nhà họ Thiên sẽ thành rắn mất đầu, không thể chống lại đế quốc được. Lúc này di tộc Thái Cổ đang ở phe nhà họ Thiên, đang hưởng phồn hoa rực rỡ. Nhưng nếu vậy, một khi nhà họ Thiên sụp đổ, di tộc Thái Cổ sẽ ra sao? Sắc mặt Thái Cổ Kình lập tức trở nên khó coi, chiêu này của chủ nhân bút đại đạo đã dồn di tộc Thái Cổ vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Duy trì trung lập, căn bản là chuyện không thể. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, Kình tộc trưởng, hiện tại tộc Thái Cổ bằng lòng ra tay thì Thiên Hợp và Diệp Quân sẽ không còn cơ hội nào cả. Nói rồi, ông ta nhìn Thái Cổ Kình, mọi người hợp tác cùng có lợi, thấy sao? Thái Cổ Kình trầm mặc. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, tất nhiên chúng ta sẽ tôn trọng quyết định của di tộc Thái Cổ. Đúng lúc này, thiếu niên luôn im lặng đứng sau Thái Cổ Kình đột nhiên lên tiếng, tiền bối, nhà họ Thiên có nắm chắc sẽ giết được bọn họ không? Chủ nhân bút đại đạo nhìn thiếu niên kia, thiếu niên mỉm cười, tiền bối, chuyện không đơn giản đến thế đâu chứ. Chủ nhân bút đại đạo cười nói, không đơn giản à. Thiếu niên gật gật đầu, tiền bối, ông quá khinh thường nhà họ Thiên rồi. Chỉ cần Diệp công tử và Thiên Hợp tiền bối chưa trở về, người nhà họ Thiên chắc chắn sẽ ý thức được đã xảy ra sự cố, cường giả nhà họ Thiên chạy đến đây cùng lắm chỉ mất một phút. Ta không tin đế quốc có thể kết liễu hai người kia chỉ trong một phút. Thiếu niên chủ nhân bút đại đạo, các hạ tên là Vô Biên Chủ. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, sao thế, ngươi cảm thấy ta lừa ngươi à? Nói rồi, ông ta cười khẩu hai tiếng, đến đẳng cấp như ta rồi mà còn phải chơi chiêu hạ đẳng này với ngươi sao? Thiếu niên im lặng một lát rồi nói, di tộc Thái Cổ tin tưởng các hạ. Nói rồi, hắn ta xòe tay ra, quyển sách kia bay trở về tay hắn ta. Thiếu niên quay đầu nhìn Thái Cổ Kình ở bên, truyền âm bằng huyền khí, ông nội, cho dù là nhà họ Thiên hay đế quốc thẳng, di tộc Thái Cổ đều chỉ có thể thần phục hạ. Di tộc Thái Cổ ta không thể làm quân cờ, nên chỉ có thể làm người đánh cờ. Đợi khi chúng ta giúp đế quốc tiêu diệt Diệp Quân và Thiên Hợp, nhà họ Thiên tất nhiên sẽ điên cuồng trả thù đế quốc, khi đó chúng ta lập tức rút khỏi, ngồi yên xem hổ cắn nhau. Thái Cổ Kình im lặng một lát rồi nói, được. Vừa dứt lời, ông ta lập tức truyền lời, chẳng mấy chốc, bảy cường giả cảnh giới ngoại đỉnh cao của tộc Thái Cổ đột nhiên phóng lên trời, lao thẳng về phía Diệp Quân và Thiên Hợp. Thái Cổ Kình cũng phóng lên trời, đích thân ra tay, không chỉ thế, còn đồng thời khởi động mấy chục trận pháp khủng bố trong tộc Thái Cổ, từng luồng hơi thở đáng sợ lập tức lan tràn ra khắp đất trời. Thiếu niên nhìn về phía chiến trường hư không, bình tĩnh nói, tiền bối, ông chọn đế quốc thì chẳng bằng chọn di tộc Thái Cổ ta. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn về phía hắn ta, lý do. Thiếu niên nói, khi nấy ta đã thấy tiền bối nhìn về quyển kinh phá bích kia rất nhiều lần, rõ ràng tiền bối rất muốn có nó. Nếu tiền bối giúp di tộc Thái Cổ ta, sau khi chuyện thành công, nhà họ Thiên cho tiền bối được cái gì, di tộc Thái Cổ sẽ tuyệt đối sẽ cho nhiều hơn, không chỉ thế còn sẽ dâng hai tay kinh phá bích cho. Chủ nhân bút đại đạo im lặng một lúc rồi khẽ thở dài, ta vốn tưởng Diệp Quân đã là tên quái dị nhất trong thiên địa này rồi, không ngờ di tộc Thái Cổ còn có yêu nghiệt bực này nữa. Quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiếu niên mỉm cười, không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, chỉ chừng ấy tuổi đã có cơ trí như thế, đúng là đáng gờm. Diệp Quân kia so với ngươi vẫn thua xa 8.000 dặm. Thiếu niên nói, tiền bối quá khen. Vị Diệp công tử kia tuổi trẻ đã có thực lực khủng bố, cũng không phải là hạng tầm thường. Tất nhiên Thái Cổ Lăng ta cũng không thua kém gì nhiều. Trong lời nói tràn đầy tự tin, chủ nhân bút đại đạo. Bên trong chiến trường kia, sau khi cường giả di tộc Thái Cổ gia nhập, Diệp Quân và Thiên Hợp lập tức rơi vào thế yếu hoàn toàn. Thật ra ban đầu bọn họ đối đầu với đám cường giả đế quốc đã vô cùng vất vả rồi, mà bây giờ có thêm cường giả di tộc Thái Cổ gia nhập. Bọn họ lập tức bị chèn ép. Cũng may Thiên Hợp có thể lấy sức một người đấu với đa số cường giả. Diệp Quân cũng một mình đấu với năm cường giả cảnh giới ngoại đỉnh. Cao, cũng may thân thể hắn cũng đã được nâng lên rất nhiều, nếu không hắn đã sớm bị treo lên đánh. Nhưng mà cho dù có thân thể cường đại chống đỡ thì vẫn có chút thua quá sức. Lúc này đây, ba loại huyết mạch của hắn đồng thời sôi trào, từng luồng sức mạnh huyết mạch không ngừng tuôn ra khỏi cơ thể. Sau đó nương theo kiếm ý không ngừng chém ra tứ phía, từng tiếng kiếm ngân lanh lảnh xé toạc trời xanh. Nhưng mà dưới sự vây công của năm cường giả giới ngoại, từng luồng kiếm khí màu đỏ nhòm hắn thả ra bắt đầu bay tán loạn,
Không chỉ thế, thần thể hư chân hắn vừa đắp nặn ra cũng xuất hiện các vết nứt nhỏ. Đánh không bao lâu, Diệp Quân bắt đầu thiêu đốt cùng sức mạnh huyết mạch, nhưng hắn vừa mới đốt thì lại có hai cường giả cảnh giới giới ngoại gia nhập vào. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Thái Cổ Lăng, nói với vẻ nghiêm túc chưa từng thấy, đừng có ăn nói bậy bạ, nghe rõ chưa? Chuyện lần trước của Thương Hồng Y suýt nữa khiến ông ta thua to. Người nhà họ Dương hứa sẽ không can thiệp vào việc giữa ông ta và Diệp Quân, không có nghĩa là bà ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích họ. Lần trước Dương Diệp xuất hiện còn không phải vì Thương Hồng Y chủ động khiêu khích sao? Con mẹ nó chứ, tuyệt đối không thể xảy ra lần nữa. Thái Cổ Lăng thấy ông ta làm ra vẻ nghiêm trọng vậy thì cười, xem ra tiền bối rất kiêng kỵ nhà họ Dương này nhỉ. Chủ nhân bút đại đạo lãnh đạm đáp, tuổi còn trẻ thì nên biết kính sợ thế giới này. Thái Cổ Lăng cười khẩy, ta cũng có một câu, không biết tiền bối muốn nghe hay không. Thấy ông ta im lặng, y nói, đã chọn đối địch thì đừng bận tâm gì nữa, đánh tới chết là được. Sống trên đời kỳ nhất là sợ trước sợ sau. Chủ nhân bút đại đạo liếc xéo, mi đang dạy đời ta. Thái Cổ Lăng cười, đâu dám. Nhãn giới hai bên căn bản không ở cùng cấp độ, chủ nhân bút đại đạo quyết định không cần nói nhiều mà nhìn về nơi xa. Bằng không thì tranh cãi với một kẻ không cùng nhận thức thì sẽ chẳng đi đến đâu. Cuộc chiến ở đằng xa đã sắp kết thúc. Hư chân thần thể của Diệp Quân ngày càng rách dưới, máu tuôn như thác, nhưng vừa trào ra đã bị hấp thụ về thân xác. Nhờ có huyết mạch phong ma mà hắn đang mạnh dần lên, nhưng đối thủ của hắn lại là bảy cường giả giới ngoại đỉnh cao. Huyết mạch và kiếm ý vô địch đều bị áp chế dưới sự vây công của họ. Đúng lúc hắn định hóa ma hoàn toàn, bỗng có tiếng nổ vang lên. Duyên, sóng xung kích đánh tới như thủy triều, đi kèm là hào quang vạn trượng bắn tới đẩy lùi bảy cường giả đi. Là thiên hợp, ông ta đã thiêu đốt thân xác và linh hồn mình. Xem ra cũng bị đánh hội đồng tới không chịu được. Diệp Quân nhìn sang, chỉ thấy thiên hợp nắm tay phải lại rồi rạch một đường. Doạt, thời không vỡ đôi thành một khe hở dài vạn trượng. Diệp Quân còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực hấp dẫn đáng sợ hút vào. Vừa rơi tõm vào trong. Một cái ấn lớn chừng bàn tay đã dung nhập vào giữa trán hắn. Thiên ấn. Chí bảo nhà họ Thiên, còn được gọi là ấn tộc trưởng. Giọng thiên hợp vang rền như sấm, từ giờ phút này, Diệp Quân chính là gia chủ nhà họ Thiên, phàm là con cháu trong tộc đều phải nghe theo. Ai trái lệnh, thiên địa tận diệt. Thân xác và linh hồn ông ta đồng thời bốc cháy chói chang. Khí tức tăng vọt lên, khiến một vài cường giả giới ngoại cũng phải thối lui. Thiên hợp ngoái lại nhìn Diệp Quân, thì thầm, tiểu hữu, nhà họ Thiên xin nhờ cậu. Ánh mắt ông ta toát lên vẻ quyết tuyệt khi thấy một đám cường giả lao tới, ngưng tụ ra sức mạnh không lồ từ trong cơ thể. Coi chừng! Giọng cơ chiến hốt hoảng vang lên, ông ta định tự bạo đấy. Tự bạo! Hai chữ này khiến ai nấy đều giật mình. Bên dưới, chủ nhân bút đại đạo chỉ nhẹ nhàng phất tay là đã dọn dẹp được sóng xung kích ập đến. Ông ta thì thầm, rất dứt khoát. Nếu thiên hợp không ra tay quyết đoán thì cả ông ta và Diệp Quân sẽ không thể toàn mạng rời đi. Thiên hợp đã tự bạo nhưng Diệp Quân thì vẫn chạy thoát khiến sắc mặt cơ chiến không được tốt lắm. Thái Cổ Kình thì chỉ mỉm cười. Người mạnh nhất nhà họ Thiên đã bỏ mạng tại đây, cho thấy ngày tàn của cả tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Đại cuộc đã định, cơ chiến nói, không được thả Diệp Quân chạy, rồi dẫn người đuổi theo. Thiên hợp đã chết nhưng Diệp Quân vẫn có thể là một biến số, phải cực kỳ cẩn thận. Chỉ khi nào hắn cũng chết thì mới thật sự gọi là đại cuộc đã định. Ở một nơi nào đó, Diệp Quân bị phun ra khỏi thời không, sau đó cảm nhận được một loạt khí tức sau lưng. Nhóm cơ chiến đuổi tới rồi. Nhưng cũng có những khí tức khác đáp lại ở trước mặt hẳn. Cường giả nhà họ Thiên cũng đến. Lại còn là toàn bộ cường giả cao cấp. Đại trưởng lão Thiên Diêm đi đầu. Theo sau là cô gái váy trắng cầm trường minh thần đăng. Mặt ai nấy đều trắng bệch sau khi nghe được lời thiên hợp nói trên đường. Một người đàn ông quát lên, Diệp Quân, tộc trưởng đâu? Thiên Diêm nạt lại, chớ nhiều lời, đi mau. Rồi vung tay kéo Diệp Quân lại, cùng những người khác rời đi. Vừa đúng lúc tránh được nhóm cơ chiến đuổi tới, nhưng bọn họ cũng không buông tha mà truy đuổi. Thiên Diêm đưa Diệp Quân trở về thiên giới. Nơi toàn bộ đại trận phòng thủ đã được chuẩn bị, sẵn sàng khởi động. Nhóm cơ chiến đuổi tới thì dừng lại, bên trong có nhiều trận pháp đáng sợ, cứ vọt vào mà không chuẩn bị thì sẽ thương vong lớn.
Gã nhìn xuống, lạnh lùng nói. Vây nơi này lại, rồi hóa thành tia sáng biến mất ở đằng xa, trong thiên giới. Một cường giả nhà họ Thiên đang chữa thương cho Diệp Quân nằm sóng xoài dưới đất. Toàn bộ cường giả trong tộc Tề Tựu, sắc mặt ai nấy khó coi vô cùng. Một người chỉ vào Diệp Quân, chính hắn đã hại chết tộc trưởng, mau giết. Thiên Diêm gào lên, cút ra. Người kia phẫn nộ vô cùng nhưng không dám mạnh miệng. Thiên Diêm chỉ nói, tộc trưởng đã truyền thiên ấn lại cho hắn. Bốn bề im lặng. Thiên Hợp chết rồi. Bọn họ chưa tiếp nhận được sự thật này, đương nhiên càng hận Diệp Quân vì hắn chính là nguyên nhân Thiên Hợp bỏ mạng. Càng khó chấp nhận hơn nữa là tộc trưởng lại truyền thiên ấn, chỉ định hắn làm gia chủ. Vừa khó hiểu vừa cảm thấy bất thường. Một trưởng lão lên tiếng, gia tộc ta bây giờ như rắn mắt đầu, phải lập tức lựa chọn tộc trưởng để ổn định nhân tân. Một cường giả nói thẳng, ta đề nghị Thiên Diêm trưởng lão. Nay ai cũng đang hoang mang, nếu đưa một người ngoài lên, lại còn là kẻ có liên quan đến cái chết của tộc trưởng thì không thể làm an lòng, ngược lại còn khiến họ phẫn nộ và không phục, khi ấy còn tai họa nữa. Một trưởng lão khác gật đầu, tộc trưởng nhà họ Thiên sao có thể để cho người ngoài đảm nhiệm. Không hợp quy củ. Bỗng cô gái váy trắng cầm trường minh thần đăng lên tiếng, hắn được tộc trưởng chỉ định. Thiên Liên, cô có ý gì? Một trưởng lão nhìn sang. Các cường giả còn lại cũng nhìn sang. Cô ta nhìn xuống Diệp Quân, tộc trưởng chết, di tộc Thái Cổ phản bội, bắt tay. Với đế quốc, tộc ổ đang ủng hộ chúng ta chắc cũng đã hay tin, rất có thể cũng sẽ trở mặt. Chúng ta đã đi đến thời khắc nguy cấp nhất, chỉ cần lơ là sẽ diệt tộc. Diệt tộc, hai chữ khiến sắc mặt ai nấy như cho tàn. Cô gái lại nói, nhà họ Thiên chúng ta rơi vào tình cảnh này không phải vì hắn mà là vì chủ nhân bút đại đạo đã phá hủy cân bằng. Trước mắt chỉ có mình hẳn chống lại ông ta, nếu chúng ta cũng đường ai nấy đi thì nhà họ Thiên mới thật sự là hết cứu. Thiên Diêm cũng nói, tộc trưởng hy sinh cứu hắn, còn chỉ định hẳn kế nhiệm, nhất định là có ý đồ gì khác. Lời nói của Thiên Diêm trực tiếp khiến mọi người tại đó kinh động. Nội loạn. Giờ phút này mọi người cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bây giờ tình trạng của nhà họ Thiên có thể nói là đã đến tuyệt cảnh, nếu những người như bọn hắn lại nội loạn thì nhà họ Thiên lập tức phải bị diệt trừ. Mọi người nhao nhao nhìn về phía Diệp Quân, vẻ mặt phức tạp. Để một người ngoài làm tộc trưởng của nhà họ Thiên, cũng không biết là phúc hay là họa. Nhưng bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác. Thiên Diêm đột nhiên nói, lập tức truyền lệnh, để cho tất cả mọi người ở bên quảng thần giới ngoại quay về, ngay lập tức. Lúc này có một vị trưởng lão lui xuống. Thiên Diêm lại nói, từ giờ phút này trở đi, tất cả trận pháp trong tộc khởi động, thiên giới tiến vào cấp bậc phòng thủ cao nhất. Nói xong, ánh mắt ông ta rơi vào trên người Diệp Quân, lấy thần liên ra cho hắn dùng. Thần liên! Nghe vậy, sắc mặt của mọi người đều trở nên quái dị. Đây chính là một trong những bảo vật của nhà họ Thiên, có năng lực chữa trị cực kỳ đáng sợ, hơn nữa không phải một lần, mà là có thể kéo dài đến gần ngàn năm. Bởi vậy, thần liên còn được gọi là bất tử liên. Sau khi dùng, muốn chết cũng khó. Mà loại thần vật này, chỉ có nhân vật quan trọng nhất trong nhà họ Thiên mới có thể được sử dụng, bởi vì cả nhà họ Thiên cũng không có mấy đóa. Mà bây giờ lại muốn lấy một đóa cho Diệp Quân. Mặc dù trong lòng mọi người đều có hơi khó chịu, nhưng không ai nói gì. Rất nhanh, một vị trưởng lão cầm theo một đóa liên hoa đi tới, đóa liên hoa kia có màu xanh lá, cánh hoa như viên ngọc màu xanh, trong suốt long lanh, sáng như tuyết, mà theo sự xuất hiện của đóa liên hoa này, đột nhiên tại nơi đây tràn ngập mùi liên hoa thấm vào ruột gan. Vị trưởng lão đó đặt thần liên ở phần ngực Diệp Quân, thần liên khẽ run lên, trực tiếp hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh lá đi vào trong ngực Diệp. Quân, ở trong ngực hắn, một luồng ánh sáng mang màu xanh lóe ra, trong nháy mắt bao lấy hắn. Mà dưới sự bao phủ của luồng ánh sáng màu xanh lá này, cơ thể Diệp Quân được khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, không chỉ như thế, thần hồn bị thương nặng của hắn cũng được chữa trị một cách nhanh chóng. Không biết qua bao lâu, Diệp Quân chậm rãi mở hai mắt, đập vào mắt chính là một đám trưởng lão của nhà họ Thiên. Thiên Diêm nói, không sao chứ. Diệp Quân đứng lên. Hắn nhìn thoáng qua cơ thể mình, có chút kinh ngạc, tiền bối, cái này. Thiên Diêm nói, đây là thần liên của thiên tộc ta, không chỉ có năng lực chữa trị rất mạnh, còn có năng lượng cực kỳ tinh thuần, người hấp thu cho tốt. Hai mắt của Diệp Quân chậm rãi nhắm lại,
hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ năng lượng cực kỳ tinh khiết đang tuôn trào, đang từ từ khôi phục lại lục phủ ngũ tạng của hắn. Thiên Diêm nói, tộc trưởng, lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tộc trưởng, Diệp Quân nhìn về phía Thiên Diêm, có hơi nghỉ hoặc, bởi vì huyết mạch phong ma mà bây giờ đầu óc hắn vẫn còn có hơi hỗn loạn. Thấy Diệp Quân nghi hoặc, Thiên Diêm giải thích, lúc tộc trưởng ngã xuống, đã đưa thiên ấn cho ngươi, đồng thời đã để lại di ngôn, để ngươi làm tộc trưởng của nhà họ Thiên chúng ta. Diệp Quân im lặng, cảnh tượng lúc trước như nước thủy triều xông tới. Tộc trưởng của tộc Thiên Hợp đã tự tử. Sắc mặt của Diệp Quân phức tạp, hắn biết, nếu như không phải tộc trưởng của Thiên Hợp tự tử, ngăn tất cả cường giả lại thì hắn cũng không thể đi được. Tộc trưởng, lòng bàn tay hắn mở ra, thiên ấn kia ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Thiên Diêm nói, từ giờ trở đi, ngươi chính là tộc trưởng của thiên tộc ta. Diệp Quân nhìn về phía đám người Thiên Diêm, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn. Diệp Quân chậm rãi đứng dậy, hắn nhìn về phía chân trời, nhẹ giọng nói, lần này là ta cùng Thiên Hợp tộc trưởng đánh giá thấp quyết tâm của chủ nhân bút. Đại đạo, cũng đã đánh giá thấp di tộc Thái Cổi. Thật ra nếu như không có sự gia nhập đột ngột của di tộc Thái Cổ thì cho dù là hắn và Thiên Hợp không đánh lại được thì vẫn có thể rút lui an toàn được. Nhưng hắn thật không ngờ di tộc Thái Cổ này lại đột nhiên phản chiến. Hắn đã xem nhẹ một chuyện, đó chính là dã tâm của di tộc Thái Cổ. Loại gia tộc đã từng là bá chủ siêu cấp này, sao có thể cam tâm khuất phục người khác? Chỉ cần có cơ hội, đối phương chắc chắn sẽ dốc hết toàn lực đánh cược một lần. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ. Hắn xoay người nhìn về phía mọi người trong điện, giờ phút này, mọi người cũng đang nhìn hắn, bây giờ Thiên Hợp đã ngã xuống, Diệp Quân trước mắt chính là hy vọng cuối cùng của bọn họ không thể nghi ngờ. Diệp Quân nói, nếu chúng ta chỉ toàn lực phòng thủ, có thể phòng thủ được bao lâu? Thiên Diêm cầm đầu trầm giọng nói, phòng thủ cũng không được bao. Lâu? Diệp Quân im lặng một lát rồi hỏi, Ô tộc có tin tức gì không? Nếu Ô tộc cũng phản bội thì tình hình biên thật sự đáng lo ngại. Thiên Diêm nói, vẫn chưa có tin tức gì. Diệp Quân nhẹ giọng nói, Ô tộc chắc chắn cũng đã phản bội rồi. Thiên Diêm trầm giọng nói, Ô tộc vẫn luôn đi theo thiên tộc ta. Diệp Quân nói, chỗ tốt mà chủ nhân bút đại đạo cho bọn họ chắc chắn là không cách nào từ chối được. Hơn nữa, thế cục bây giờ, bọn họ không thể nào lựa chọn chúng ta. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân, theo ý ngươi. Bây giờ nên làm thế nào? Diệp Quân nói thủ. Thiên Diêm gật đầu, ta đã để cho tất cả tộc nhân quay lại tộc, bây giờ các loại trận pháp trong tộc cũng đã khởi động, có những trận pháp này chống đỡ, cho dù bọn họ có liên thủ thì cũng không thể dễ dàng đánh vào được. Nhưng, đây dù sao cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa, người theo chúng ta rút về, bây giờ tòa quảng thần giới ngoại kia cũng đã rơi vào trong tay bọn họ. Có được linh tinh của tòa quảng thần giới ngoại gia trì, thời gian lâu dần thì bọn họ sẽ kéo dần. Diệp Quân nhìn thẳng Thiên Diêm, ta cần sự tin tưởng tuyệt đối và phối hợp của nhà họ Thiên. Thiên Diêm nói, người muốn làm gì? Diệp Quân cũng không trả lời, chỉ nhìn Thiên Diêm. Thiên Diêm im lặng hồi lâu sau mới nói, Diệp công tử, ta cũng không biết người muốn làm cái gì, ta. Diệp Quân nói, Thiên Hợp tiền bối đã cứu ta khỏi cái chết, ta sẽ không phụ nhà họ Thiên. Mà bây giờ cục diện của nhà họ Thiên cực kỳ xấu, thành thật mà nói, với tình hình hiện tại, chúng ta không nắm được bất kỳ phần thắng nào, bởi vì tên chủ nhân bút đại đạo kia còn đáng sợ hơn so với tưởng tượng của chúng ta, muốn dùng mưu trí để thắng ông ta, khó như lên trời. Nói đến đây, trong mắt hắn hiện lên một tia phức tạp. Ván cờ này, là hắn đã thua đối phương một nước. Mà điều này cũng khiến cho hắn hiểu được, muốn dùng mưu trí thẳng đối phương, là không có khả năng. Bởi vì với kiến thức và năng lực của chủ nhân bút đại đạo, không có bất kỳ một thế lực và cường giả nào có thể từ chối hẳn được. Cũng giống như lúc mà Diệp Quân hắn cầm tiểu tháp và kiếm thanh huyền, cường giả bình thường nhìn thấy tiểu tháp và kiếm thanh huyền, về cơ bản đều sẽ lựa chọn về phe hắn. Nếu không thể dùng mưu trí để thắng đối phương, vậy cũng chỉ có thể đổi một cách mới. Thiên Diêm im lặng hồi lâu sau mới nói, những người như chúng ta đều có thể tin tưởng tuyệt đối vào ngươi. Nhưng chúng ta không cách nào cam đoan những người bên dưới. Bởi vì ngươi dù sao cũng không phải người nhà họ Thiên, ngươi hiểu không? Diệp Quân im lặng. Thiên Diêm nói, có một cách. Diệp Quân nhìn về phía Thiên Diêm nói, trừ phi ngươi là người nhà họ Thiên. Diệp Quân nhíu mày, có ý gì?
Thiên Diêm trầm giọng nói, người thành hôn cùng với Tiểu Liên. Diệp Quân sững sờ. Mọi người cũng đều sững sờ. Mà sắc mặt của người phụ nữ váy trắng kia trong nháy mắt cũng lạnh xuống. Diệp Quân vẻ mặt nghỉ hoặc, ai là Tiểu Liên? Mọi người nhao nhao nhìn về phía người phụ nữ váy trắng. Diệp Quân cũng nhìn về phía người phụ nữ váy trắng, mặt không chút thay. Đổi. Diệp Quân. Thiên Diêm trầm giọng nói, thành thật mà nói, Diệp công tử, tin tức ngươi trở thành tộc trưởng chúng ta vẫn chưa công bố ra ngoài, nhưng nếu công bố ra ngoài, chắc chắn sẽ có những điều bàn tán, bởi vì ngươi không phải người của nhà họ Thiên chúng ta, ngươi làm tộc trưởng, rất nhiều người phía dưới chắc chắn sẽ không phục. Nhưng nếu ngươi thành hôn với Tiểu Liên, vậy coi như đã danh chính ngôn thuận, bởi vì Tiểu Liên chính là người thừa kế vị trí tộc trưởng tiếp theo của nhà họ Thiên ta. Diệp Quân nói, tiền bối, còn cách nào khác không? Hắn làm sao không nhìn ra được rằng vị cô nương này rất bài xích hắn? Đương nhiên, hắn cũng hiểu, dù sao, phụ thân của cô nương này đã chết vì cứu hắn. Thiên Diêm đương nhiên cũng nhìn ra Thiên Liên không muốn, vì thế nói, không cần phải thành thân thật, các ngươi chỉ cần làm các thủ tục, tuyên bố với bên ngoài là phu thê là được. Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên trầm mặc hồi lâu, nói, không thành vấn đề. Thiên Diêm gật đầu, vậy thì những chuyện về sau dễ giải quyết hơn rồi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Quân, người muốn nhà họ Thiên ta làm gì? Diệp Quân hai mắt híp lại, tạo thần. Thiên Diêm có hơi nghi hoặc. Trong mấy ngày kế tiếp, chuyện Diệp Quân trở thành tộc trưởng nhanh chóng truyền khắp toàn bộ thiên vực, các giới thiên vực đều khiếp sợ, sao lại để một người ngoài làm tộc trưởng nhà họ Thiên. Nhưng sau khi biết Diệp Quân và Thiên Liên là phu thê, cảm xúc chống đối của rất nhiều người cũng không lớn như vậy nữa. Đối phương nếu đã ở rể nhà họ Thiên, vậy coi như đã là người của nhà họ Thiên. Đuổi cùng giết tận. Nghe thấy lời mà Cơ Chiến nói, chủ nhân bút đại đạo nhíu mày, đang muốn nói gì đó thì Thái Cổ Kình ở bên cạnh cũng nói, phải đuổi cùng giết tận. Ánh mắt ông ta cũng rơi vào trên người Diệp Quân. Nhìn Diệp Quân đang ở trước mắt, ông ta vẫn còn có chút kiêng dè, tuổi còn trẻ mà đã có thực lực như vậy, đây thật sự là quá mức yêu nghiệt. Loại yêu nghiệt cấp bậc thiên tài này thì phải giết chết mới được, bằng không, hậu họa khó lường. Diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân thổi đến lại mọc lên. Nhìn thấy vẻ mặt hai người, chủ nhân bút đại đạo đương nhiên cũng biết suy nghĩ của bọn họ, lập tức nói, Chiến huynh, sau khi diệt nhà họ Thiên, người này giao cho ta, như thế nào? Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, chủ nhân bút đại đạo cười nói, yên tâm, chỉ cần diệt xong nhà họ Thiên, ta cam đoan, người này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở chỗ này thêm lần nào nữa. Cơ Chiến bình tĩnh nói, được. Nói xong, gã quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, trong mắt đột nhiên hiện lên sát ý. Thái Cổ Kình nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cũng không nói gì. Ông ta cũng có chút kiêng dè đối với chủ nhân bút đại đạo. Bởi vì kiến thức của người này cực kỳ siêu phàm mà lai lịch lại cực kỳ thần bí, đối với hắn mà nói, đối với người này, có thể không đắc tội sẽ không đắc tội, nhưng mà cái tên Diệp Quân vẫn phải chết. Cho dù đế quốc không giết thì di tộc Thái Cổ hắn cũng phải giết. Bởi vì ông ta biết, chỉ cần tên Diệp Quân này không chết thì sau này hắn chắc chắn sẽ trả thù di tộc Thái Cổ. Phía dưới, bầu trời thiên vực bị bao trùm bởi từng tầng màn sáng, mà ở dưới tấm màn sáng này, có gần mấy chục vạn trụ sét chống đỡ tấm màn sáng này. Đại trận phòng thủ cuối cùng của nhà họ Thiên, ngự giới thần trận. Trận pháp này một khi được sử dụng, cho dù là cảnh giới giới ngoại cũng khó đánh, đương nhiên, một người không được, nhưng khi có nhiều người. Trận pháp thủ hộ thần trận cuối cùng này là do nền văn minh thủy tổ của nhà họ Thiên ra bày ra, từ khi được lập tới nay, nó đã được sử dụng một lần, hiện giờ đây là lần thứ hai. Từng trụ sét ẩn chứa nguồn năng lượng khủng khiếp không ngừng phóng lên trời từ sâu trong lòng đất, sau đó hội tụ ở trong tấm màn sáng kia, màn sáng không ngừng được tăng cường, tản ra khí tức trận pháp ngập trời. Trong thiên vực, Diệp Quân cũng đang nhìn ra ngoài màn sáng, hắn bước về phía trước một bước, đến trước màn sáng, cách màn sáng nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Lúc này, Thiên Diêm và Thiên Liên xuất hiện bên cạnh hắn. Diệp Quân quan sát chủ nhân bút đại đạo, còn chưa tới lúc. Chủ nhân bút đại đạo nở nụ cười, còn chưa tới lúc. Diệp Quân, sự xuất hiện của ngươi, không chỉ hại chết một gã cường giả cảnh giới giới ngoại của nhà họ Thiên, còn hại chết Thiên Hợp, sao nào, bây giờ ngươi lại muốn hại chết toàn bộ thiên tộc sao?
Hai tay Diệp Quân từ từ siết chặt lại. Thiên Diêm đột nhiên nói, tộc trưởng là bị ngươi hại chết, có liên quan gì đến Diệp công tử? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn về phía Thiên Diêm, cười nói, nếu như ngày đó Thiên Hợp lựa chọn tự mình trốn thoát thì còn có cơ hội đào tẩu. Thiên Diêm nói, chủ nhân Bút Đại Đạo, ngươi đừng châm ngòi ly gián nữa. Hôm nay nhà họ Thiên ta cùng tồn vong với Diệp công tử. Chủ nhân Bút Đại Đạo khẽ cười nói, vậy trên thế gian này lập tức sẽ không còn nhà họ Thiên nữa. Thiên Diêm nhìn chằm chằm ông ta, cho dù thiên tộc ta bị diệt, các ngươi cũng không khá hơn là bao. Chủ nhân Bút Đại Đạo cười cười, ánh mắt của ông ta rơi lên trên người Diệp Quân, bây giờ ngươi đầu hàng nhận thua, nhà họ Thiên còn có thể sống, ta cam. Đoan với ngươi, mục tiêu của ông ta đương nhiên không phải diệt thiên tộc, mà là muốn Diệp Quân nhận thua. Thiên Liên đứng bên cạnh Diệp Quân đột nhiên nói, ông ta đang công kích ngươi. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía Thiên Liên. Thiên Liên nhìn hắn chằm chằm, nhà họ Thiên vĩnh viễn sẽ không đầu hàng, thù của phụ thân ta và tộc trưởng, nhà họ Thiên ta thể phải báo, chỉ cần ngươi không đầu hàng, nhà họ Thiên ta vĩnh viễn tôn kính ngươi. Đầu hàng? Vậy thì không khác gì giao số phận của mình vào tay kẻ khác. Đây là hành động ngu xuẩn nhất. Thiên Diêm cũng có chút lo lắng nhìn Diệp Quân, bây giờ Diệp Quân là tộc trưởng, nếu Diệp Quân lựa chọn đầu hàng, vậy thì đây là một kiếp nạn cực lớn đối. Với sĩ khí của nhà họ Thiên, mối thù giữa nhà họ Thiên gia và đế quốc căn bản không thể hóa giải, cũng không thể hóa giải với di tộc Thái Cổ. Cho dù nhà họ Thiên nguyện ý buông bỏ sự hận thù thì đế quốc và di tộc Thái Cổ cũng sẽ không đồng ý. Đã đến nước này, không phải ngươi chết thì là ta chết. Diệp Quân quay đầu nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, cười nói, đã đến nước này, ngươi còn muốn tới lừa ta, có ý nghĩa gì không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, ngươi thật sự muốn nhà họ Thiên được chôn cùng với ngươi. Diệp Quân bình tĩnh nói, người của nhà họ Thiên chết vì cứu ta, ân tình này Diệp Quân ta vĩnh viễn khắc ghi trong lòng, nhưng ta càng hiểu rõ hơn khoảng khắc mà chủ nhân Bút Đại Đạo ngươi lựa chọn đế quốc, nhà họ Thiên cũng đã nằm trong danh sách ngươi muốn diệt trừ rồi đúng không? Chủ nhân Bút Đại Đạo nhíu mày. Vấn đề này, ông ta không thể trả lời. Trả lời là đúng vậy thì sẽ khiến cho nhà họ Thiên đoàn kết triệt để với Diệp Quân, nếu là trả lời không đúng, vậy thì đế quốc có thể sẽ có những suy nghĩ khác. Diệp Quân đột nhiên nở nụ cười, sao nào, chủ nhân Bút Đại Đạo ngươi chưa bao giờ nghĩ tới chuyện diệt nhà họ Thiên. Ngươi lựa chọn đầu quân cho đế quốc, chỉ vì để lợi dụng bọn họ. Chủ nhân Bút Đại Đạo bình tĩnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể châm ngòi ly gián sao? Cách đó không xa, sắc mặt của Cơ Chiến không chút thay đổi. Thái Cổ Kình nhìn về phía chủ nhân Bút Đại Đạo, không nói gì. Diệp Quân đột nhiên nhìn về phía Cơ Chiến, người biết mục đích thật sự của chủ nhân Bút Đại Đạo này không? Cơ Chiến nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân nở nụ cười, người thật sự cho rằng tên chủ nhân Bút Đại Đạo này đến đây với ta là vì trận chiến tranh giành đại đạo. Ta nói cho người biết, không, căn bản là không phải như vậy. Đúng lúc này, Cơ Chiến đột nhiên nói, Diệp Quân, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ bị ngươi châm ngòi ly gián sao? Diệp Quân cười rộ lên không nói gì. Sắc mặt của chủ nhân Bút Đại Đạo vẫn khó coi như cũ. Ông ta biết, tên Cơ Chiến này thật ra đã bắt đầu hoài nghi ông ta, sở dĩ bây giờ nói như vậy chỉ là vì lấy đại cục làm trọng. Nhưng ông ta biết, sâu bên trong nội tâm của Cơ Chiến chắc chắn là đang đề phòng ông ta. Nhưng mà ông ta cũng không quan tâm lắm, bây giờ chỉ cần diệt nhà họ Thiên. Sau đó để cho Diệp Quân đầu hàng nhận thua, vậy thì ông ta có thể khôi phục được thực lực, chỉ cần khôi phục lại thực lực thì tất cả mọi chuyện con mẹ. Nó đều là chỉ là muỗi mà thôi. Cơ Chiến quay đầu nhìn chủ nhân Bút Đại Đạo, đạo huynh, có cách nào phá giải đại trận phòng thủ này không? Đại đạo Bút chủ nhân nhìn về phía bức màn sáng ở phía trước không xa kia, phải nghiên cứu một chút. Cố Chiến nói, thời gian. Chủ nhân Bút Đại Đạo nói, vài ngày là đủ rồi. Vài ngày, nghe thấy lời mà chủ nhân Bút Đại Đạo nói, hai mí mắt của tên Thái Cổ Kình kia giật giật, mẹ nó, đây chính là thủ hộ thần trận mạnh nhất của nhà họ Thiên, ngươi vài ngày là có thể phá giải. Cơ Chiến cười nói, đạo huynh, vậy phải dựa vào ngươi rồi. Chủ nhân Bút Đại Đạo gật đầu. Cơ Chiến quay đầu nhìn về phía Diệp Quân, không nói gì, một giây sau, gã xoay người biến mất tại chỗ. Thái Cổ Kình nhìn về phía đám người Diệp Quân một cái rồi cũng xoay người biến mất tại chỗ. Chủ nhân Bút Đại Đạo nhìn Diệp Quân, lần này ngươi chết chắc rồi.
Diệp Quân nói, vậy thì để chúng ta mỏi mắt trông chờ. Chủ nhân bút đại đạo nói, được thôi. Diệp Quân không nói gì nữa, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Diệp Quân rời đi, ánh mắt của chủ nhân bút đại đạo dần dần trở nên lạnh xuống như băng, ông ta không tin tên ngu đần này còn có thể lật ngược tình thế. Ở tại nơi nào đó có một người phụ nữ cũng đang nhìn bóng lưng Diệp Quân, người này chính là Tang Hàn. Vẻ mặt Tang Hàn phức tạp, cô ta biết không phải là Diệp Quân chủ động phản bội đế quốc, mà là bị đế quốc bỏ rơi, cô ta không ngờ sự tình lại phát triển thành ra như vậy. Đương nhiên, bây giờ nghĩ những thứ này cũng đã không còn nghĩa lý gì nữa. Bây giờ đã là kẻ thù rồi. Nếu như thật sự phải giao tranh thì cô ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Thành Ung Nhung. Nhà họ Tần, trong điện, Tân Vân nhìn một đạo mật chiết trước mặt, cả người đều trở nên tê dại. Diệp Quân lại trở thành tộc trưởng của nhà họ Thiên. Đây là tin tức mà ông ta mới nhận được. Sắc mặt gã tái nhợt như tờ giấy, cả người đầu óc trống rỗng. Lúc này, Tần Tuyết vội vã đi đến, ông nội, làm sao vậy? Tần Vân đưa mật chiết trong tay cho Tần Tuyết, Tần Tuyết nhận lấy vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt cũng trở nên trắng bệch, cái này. Cái này. Tần Vân cười khổ, Diệp công tử kia lại trở thành người của gia tộc nhà họ Thiên. Tần Tuyết giọng run rẩy nói, ông nội, bây giờ chúng ta còn đang cho hắn làm thư viện quan huyên, cái này. Nghiêm khắc mà nói, chúng ta chẳng khác nào đang nối giáo cho giặc. Ta, bây giờ ta lập tức cho mọi người dừng việc làm thư viện lại. Tần Vân lắc đầu, không còn kịp nữa rồi. Tần Tuyết nhìn về phía Tần Vân nhẹ giọng nói, cho dù chúng ta bây giờ cho dừng việc làm thư viện quan huyên lại thì đã không còn kịp nữa rồi. Bởi vì một khi thân phận của Diệp công tử được truyền ra ngoài thì đế quốc chắc chắn sẽ xuống tay với chúng ta đầu tiên. Cứ cho là đế quốc không xuống tay với chúng ta thì nhà họ Tần chúng ta cũng đã phải chịu cái danh phản quốc rồi, có làm như thế nào cũng không thể gỡ bỏ được. Giọng của Tần Tuyết hơi run rẩy nói, ông nội, nhà họ Tần chúng ta phải làm sao bây giờ? Tần Vân nhắm chặt hai mặt lại, cả khuôn mặt lộ vẻ đau khổ. Tần Tuyết lúc này nói, không được, không thể ngồi chờ chết như vậy được, bây giờ chúng ta phải lập tức vạch rõ ranh giới với tên Diệp Quân kia, thể hiện lập trường của chúng ta không thể để cho nhà họ Tần bị diệt vong như vậy được. Vừa nói cô ta vừa xoay người rời đi. Đánh cược. Tần Vân nắm chặt hai tay, toàn thân run rẩy, bởi vì chỉ có ông ta mới biết mình đã làm ra quyết định gì. Khi nhìn thấy bức thư bí mật kia, ông ta cảm thấy trước mắt tối tăm, trong lòng tràn ngập sự tuyệt vọng. Diệp Quân đã trở thành gia chủ của nhà họ Thiên. Về phần nhà họ Tân hợp tác với Diệp Quân, sẽ có kết cục bi thảm đến mức nào? Lúc đó trong đầu ông ta tràn ngập đủ loại kết cục sẽ xảy ra với nhà họ Tân. Thực sự tuyệt vọng. Sau khi tuyệt vọng, ông ta cũng nghĩ đến việc lập tức cắt đứt quan hệ với Diệp Quân. Nhưng lý trí lại nói với ông ta rằng hiện tại muốn cắt đứt quan hệ với Diệp Quân đã quá muộn. Đã quá muộn rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều biết nhà họ Tân đang giúp đỡ Diệp Quân xây dựng thư viện, hơn nữa giữa bọn họ có quan hệ rất thân thiết với nhau, lúc này cắt đứt mối quan hệ cũng không có tác dụng gì. Nếu đã như vậy, vậy tốt hơn hết là nên đánh cược một lần. Nếu không thành công thì xả thân. Sắc mặt Tần Tuyết tái nhợt như tờ giấy, ông nội. Chúng ta không thể ôm tâm lý may mắn như những dân cờ bạc được. Nếu thua cược, mọi người trong nhà họ, Tân của chúng ta đều sẽ chết. Ánh mắt sợ hãi lúc đầu của Tân Vân chậm rãi chuyển sang kiên định, khi gặp khó khăn lớn, cần phải dũng cảm. Nói đến đây, ông ta đột nhiên nắm chặt tay và nói, cứ làm là được. Trong thời gian tiếp theo, nhà họ Tần bắt đầu tiếp tục nỗ lực xây dựng thư viện quan huyên. Nhà họ Quân. Trong điện. Một người nam tử nhìn về phía bức thư bí mật, sau hồi lâu, hắn ta đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Người này không ai khác chính là Quân Khâm, đại thiếu gia của nhà họ Quân. Lúc này hắn ta thật sự nghĩ lại vẫn thấy sợ, bởi vì trước đó Diệp Quân đã tới nhà họ Quân, may mắn là lúc đó hắn ta không lựa chọn gặp Diệp Quân, nếu không, nhà họ Quân đã không còn đường lui. Tổ tiên hiển linh, vận mệnh đã sắp đặt bảo vệ hắn ta và bảo vệ nhà họ Quân. Nghĩ đến nhà họ Tần còn đang cật lực xây dựng thư viện, Quân Khâm không khỏi bật cười, chết đến nơi rồi còn không biết, đúng là đáng buồn. Thiên vực. Diệp Quân đứng ở cửa đại điện, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, vẻ mặt vô cảm. Lúc này Thiên Liên đi tới bên cạnh hắn, nói ông ta thật sự có thể phá vỡ trận pháp của nhà họ Thiên ta sao? Diệp Quân gật đầu, chắc chắn có thể.
Có thể mắng chủ nhân bút đại đạo là kẻ khốn nạn, nhưng không thể mắng ông ta vô dụng. Thiên Liên quay đầu nhìn Diệp Quân, người có dự định gì không? Nói xong, cô ta dừng lại rồi nói, không phải ta muốn gây áp lực cho ngươi, nhưng lòng người trong tộc hiện tại không ổn định, mọi người đều rất lo lắng. Diệp Quân cười nói, đừng lo lắng. Thiên Liên nhìn Diệp Quân nghiêm túc nói, nếu thật sự đến lúc không còn cách nào khác, ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nhà họ Thiên. Thiên Liên im lặng. Diệp Quân lại nói, Thiên Liên cô nương, ta rất xin lỗi chuyện của phụ thân cô, ta vẫn luôn muốn xin lỗi cô. Nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Thiên Liên khế lắc đầu, ông ấy đã chết vì tương lai của nhà họ Thiên. Diệp Quân im lặng. Thiên Liên nói, mặc kệ ngươi từ đâu tới, ta chỉ biết ngươi hiện tại là tộc trưởng của nhà họ Thiên ta. Trong mắt Diệp Quân hiện lên một tia phức tạp, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, xuyên qua màn sáng, có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của chủ nhân bút đại. Đạo. Hắn biết rằng với sức mạnh của tên này, sẽ có thể phá vỡ trận pháp này rất nhanh. Khi đó, chính là trận chiến quyết định. Trận chiến quyết định. Hai mắt Diệp Quân chậm rãi nhắm lại, ý thức của hắn đột nhiên tiến vào, nơi hư cảnh và thực tế giao nhau ư, hắn đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Không biết qua bao lâu, một bóng người chậm rãi bay tới. Diệp Quân nhìn bóng người trước mặt, trong lòng có chút hồi hộp, lúc này, phía sau bóng người lại đột nhiên xuất hiện thêm hơn chục bóng người. Thấy vậy, Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm. Được rồi. Vài ngày sau, ở ngoài thiên vực, đột nhiên, quầng sáng của trận pháp lớn kia đột nhiên khế rung lên. Trong thiên vực, tất cả cường giả của nhà họ Thiên đều ngẩng đầu nhìn về phía quầng sáng kia. Mọi người đều có chút không thể tin được. Đây có phải là phá trận pháp không? Bên ngoài quầng sáng, trước mặt chủ nhân bút đại đạo có một quầng sáng nhỏ, ông ta nhanh chóng dùng tay thắp sáng nó, xung quanh ông ta xuất hiện những phù văn đại đạo thần bí. Khi những phù văn đại đạo này ngưng tụ, năng lượng trong trời đất đột nhiên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Thời không đang bóp méo. Cách đó không xa, đám người cơ chiến đang nhìn chủ nhân bút đại đạo với vẻ mặt nặng nề. Không lâu sau, dưới sự điều khiển của chủ nhân bút đại đạo, quầng sáng ở nơi xa đột nhiên rung chuyển dữ dội. Chủ nhân bút đại đạo chỉ một ngón tay ra phái. Khi thanh âm vừa dứt, tất cả phù văn đại đạo trong trời đất đều tụ tập ở trên quầng sáng, chỉ trong chốc lát, quầng sáng kia đã vỡ tan, hóa thành vô số mảnh vỡ bắn tung tóe trong trời đất. Trận pháp đã bị phá vỡ. Ha ha, vỡ như vậy, thật đáng kinh ngạc. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Thái cổ kình. Cơ chiến nhìn sâu vào chủ nhân bút đại đạo, sau đó nhìn về phía các cường giả nhà họ Thiên phía dưới, giết. Mà đằng sau những cường giả cảnh giới giới ngoại này còn có mấy vạn cường giả cảnh giới phá hư. Tất cả những cường giả đều cùng nhau xuất hiện, sức mạnh mà bọn họ tỏa ra trực tiếp khiến thiên vực này trở nên hư ảo trong suốt. Nơi này căn bản không thể chịu nổi sức mạnh của bọn họ. Phía dưới, tất cả cường giả của nhà họ Thiên đều tụ tập lại, bọn họ nhìn chằm chằm vào những cường giả của đế quốc mà trong mắt không hề có chút sợ hãi. Cơ chiến đột nhiên tiến lên một bước, ông ta đang muốn làm người đầu tiên ra tay, nhưng vào lúc này, một tiếng kiếm âm đột nhiên từ phía dưới vang lên, trong nháy mắt, Diệp Quân đã xuất hiện ở trước mặt cơ chiến. Tộc trưởng, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Diệp Quân, người của nhà họ Thiên vẫn có chút nghi ngờ Diệp Quân. Không phải nghi ngờ hắn là người có vấn đề gì, mà là nghi ngờ thực lực của hắn, dù sao hắn còn quá trẻ. Cơ chiến nhìn Diệp Quân cười nói, cơ chiến, ông có dám đánh với ta một trận không? Một chọi một, mọi người đều choáng váng. Tên này muốn đấu tay đôi với cơ chiến, cường giả mạnh nhất của đế quốc sao? Các cường giả của nhà họ Thiên cũng có chút kinh hãi, bọn họ không ngờ Diệp Quân lại dám công khai khiêu chiến cơ chiến. Sắc mặt của đám người Thiên Diêm lập tức tối sầm lại, bọn họ cũng rất ngạc nhiên trước sự thách thức đột ngột của Diệp Quân, nhưng bọn họ suy nghĩ nhiều hơn, nếu Diệp Quân bị đánh bại, chắc chắn đó sẽ là một đả kích chí mạng đối với tinh thần của nhà họ Thiên. Hơn nữa, Diệp Quân có thể đánh thắng được cơ chiến sao? Mọi người đều cho rằng điều đó là không thể. Không được. Cơ chiến còn chưa kịp nói gì thì chủ nhân bút đại đạo ở bên cạnh đột nhiên bước ra. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Quân nói, một chọi một có ý nghĩa gì? Chúng ta muốn quần ẩu, quần ẩu. Chủ nhân bút đại đạo không nói gì nữa, ông ta nhìn Diệp Quân đứng ở đằng xa, ông ta thực sự không tin rằng Diệp Quân có thể làm trái ý trời.
Thực lực hiện tại của Diệp Quân thực sự rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với Cơ Chiến. Cơ Chiến tiến lên một bước, chỉ một bước, một mảng kim quang đột nhiên hiện ra từ dưới chân ông ta, sau đó bay thẳng về phía Diệp Quân. Xuất, khi kim quang đi qua, thời không trực tiếp nứt ra và nổ tung. Diệp Quân duỗi tay phải, trong lòng bàn tay ngưng tụ một thanh ý kiếm, ngay sau đó, hắn lao về phía trước, dùng kiếm chém mạnh vào kim quang. Lúc này, ba loại sức mạnh huyết mạch cùng nhau dâng trào, sức mạnh huyết mạch ùn ùn bộc phát ra, khu vực thời không nơi mà hắn đang đứng trực tiếp biến thành màu đỏ như máu. Bùm! Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, một kiếm của Diệp Quân mạnh mẽ phá vỡ kim quang thành từng mảnh, kiếm quang dài vạn trượng lao nhanh tới, chém thẳng vào Cơ Chiến. Trên mặt Cơ Chiến không có biểu cảm gì, giơ tay lên đấm ra một quyền. Bùm! Một mảnh kim quang và kiếm quang đồng thời nổ tung ra, Diệp Quân và Cơ Chiến đồng thời kịch liệt rút lui, Diệp Quân lui về chỗ cũ, còn Cơ Chiến cũng lui ra. Xa gần ngàn trượng. Nhìn thấy cảnh tượng này, vẻ mặt của mọi người có mặt đều trở nên nghiêm nghị. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, trong lòng chấn động, thực lực của Diệp Quân lại trở nên mạnh mẽ hơn. Lúc này mới trôi qua bao lâu, thực lực của tên này thực sự đã tiến bộ nhiều như vậy. Các cường giả của thiên tộc lại có chút khó tin, bọn họ không ngờ thực lực của Diệp Quân lại mạnh như vậy. Vẻ mặt Thiên Diễm vẫn nặng nề như cũ, mặc dù hắn ta cũng rất kinh ngạc trước thực lực của Diệp Quân, nhưng Cơ Chiến này cũng không phải là cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường. Cách đó không xa, chủ nhân bút đại đạo nhìn Diệp Quân, cau mày thật chặt, sao tên phản bội này lại tiến bộ nhanh như vậy? Chủ nhân bút đại đạo muốn phát điên khi nhìn thấy khí tức của Diệp Quân tăng vọt. Và trong người hắn là mười mấy cái bóng mờ. Hư chân linh. Ban đầu ông ta còn tưởng mình nhìn lầm. Làm sao những sinh linh sống ở điểm giao hư chân lại đồng ý giúp thằng danh này được? Lại còn tới mười mấy con. Con bà nó. Một con tương đương với một cường giả giới ngoại. Mà bây giờ nhiều đó hư chân linh mượn cơ thể Diệp Quân để dung hòa. Thì tuyệt đối không bình thường được. Chủ nhân bút đại đạo dại cả người. Thấy sức mạnh Diệp Quân tăng lên ngùn ngụt mấy chục lần, Cơ Chiến cũng nhận ra có gì đó không đúng. Làm sao hắn làm được? Gã kinh hãi không thôi. Hắn làm cách nào? Nhưng Cơ Chiến còn chưa kịp nghĩ thêm gì thì thanh kiếm của Diệp Quân đã lao tới. Người được tử thần đang đến, gã không dám giấu nghề nữa mà gọi một chiến giáp màu vàng ra. Giáp đế vương. Bảo vật siêu cấp của đế quốc, ngang hàng với ấn đế vương. Một khi mặc vào thì cường giả giới ngoại cũng khó mà làm gì nó. Chưa dừng lại, Cơ Chiến siết chặt nắm tay, ngưng tụ hàng loạt tia sáng vàng trong ấn đế vương phóng về phía Diệp Quân. Vừa phòng thủ vừa tấn công. Mà kiếm của Diệp Quân cũng tới. Duỳnh. Tia sáng vàng nổ tung, Cơ Chiến bị đánh bay đi mấy trăm nghìn trượng. Kiếm khí lan tràn khắp nơi, đập bể tia sáng vàng thành hư vô. Giáp đế vương của Cơ Chiến nứt toác thành nhiều mảnh. Ấn đế vương trên đầu cũng nứt ra, khiến khí tức quanh người gã trôi đi từng chút một. Bốn bề tĩnh lặng. Ai nấy đều câm nín. Cơ Chiến ăn một kiếm mà bay luôn. Không ai nhà họ Thiên biết nên nghĩ gì, bèn nhìn Diệp Quân. Tộc trưởng mới mạnh thế à? Diệp Quân hít vào một hơi, tay hơi run, hỏi Cơ Chiến, thế thôi à? Thế thôi à? Các cường giả nhà họ Thiên nghe mà sục sôi, thay nhau gầm lên. Phóng ra hàng loạt khí tức hùng hậu. Tỉnh thần tăng vọt chục lần. Cơ Chiến nhìn Diệp Quân đầy khó tin, không ngờ hắn đã mạnh đến vậy. Thái Cổ Kình và những người khác đằng sau cũng bàng hoàng, không dám tin đây là thật. Diệp Quân. Bỗng nghe chủ nhân bút đại đạo gầm lên, ngươi phạm luật. Diệp Quân, phạm luật gì? Chủ nhân bút đại đạo, đã nói cạnh tranh công bằng không ăn gian. Ngươi. Ông ta điên tiết mà lại không thể mắng người nhà của thằng chó chết này, bèn sửa miệng thằng láo toét. Đây không phải ăn gian thì là gì? Diệp Quân tỉnh bơ, ta gian lận hồi nào? Chủ nhân bút đại đạo, người không gian lận thì lấy đâu ra tận mười mấy hư chân linh giúp? Diệp Quân, vậy thì ngươi cũng gian dối thôi, bằng không đế quốc sống chết giúp ngươi làm gì? Ngươi, chủ nhân bút đại đạo giận đến run cả tay, ngươi chơi chó đúng không? Diệp Quân, ngươi tự tìm được người giúp thì vì sao ta không thể? Chủ nhân bút đại đạo trừng mắt, ta tự dựa vào bản lĩnh lên làm quốc sư, còn ngươi nói xem ngươi lấy cái gì để được hư chân linh giúp? Nói xem. Diệp Quân, tự hiểu đi. Cạnh tranh công bằng là ta không gọi người nhà,
ông cũng không gọi người bên ngoài đến giúp, vậy bây giờ ta đã gọi ai chưa? Chủ nhân bút đại đạo nhìn trúng điểm này, thế vì sao hư chân linh lại giúp ngươi? Diệp Quân, bọn họ là người nhà ta à? Chủ nhân bút đại đạo vừa mở miệng thì hắn biến mất. Suýt TL kiếm quang lao vút về phía ông ta. Diệp Quân biết sức mạnh của hắn bây giờ hoàn toàn có thể giết ông ta, chỉ cần làm được là sẽ thắng. Chủ nhân bút đại đạo lại bình tĩnh vô cùng, kiếm quang vừa tới thì ông ta đã biến mất làm kiếm chém hụt. Rồi xuất hiện lại ở cách đó mấy vạn trượng. Diệp Quân nheo mắt, sức mạnh này. Chủ nhân bút đại đạo mặc kệ hắn, lạnh lùng nói với đám hư chân linh, lũ các ngươi nếu còn tiếp tục giúp hắn, ngày kia ta trở lại tự do, ắt sẽ cho các ngươi chết không chỗ chôn. Đám hư chân linh run lên, hiển nhiên biết người này là ai. Diệp Quân lại nói, ta xin thề, chỉ cần các ngươi giúp đỡ thì trừ khi bỏ mạng, ta tuyệt đối sẽ không để ông ta đụng đến các ngươi. Thề cái con mẹ ngươi. Chủ nhân bút đại đạo gắt, ngươi thề được cái đách gì? Ngươi chỉ muốn mượn sức người nhà ngươi thôi, mặt mũi ngươi quăng cho chó rồi à? Diệp Quân, thứ nhất, ta chưa gọi ai. Thứ nhì, ta mượn sức thì sao? Đó là cha mẹ với cô ta. Ta mượn thì đã làm sao nào? Ông không phục thì đi mượn sức thằng ông nội nhà ông đi. Được lắm. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, cười nói, ngươi vứt hết liêm sỉ rồi chứ gì. Diệp Quân, bớt nói nhảm, giờ trả lời xem ta gọi ai đến chưa? Thằng này đã gọi mạng nào đến chưa? Chủ nhân bút đại đạo phát khùng đến khí tức cũng hỗn loạn. Diệp Quân, bỗng thái cổ kình gọi, ngươi nghĩ ngươi vô địch rồi à? Diệp Quân không đáp mà vung kiếm lên. Thái cổ kình biến sắc, vung tay gọi một lá cờ màu đen ra. Nó là thái cổ chiến kỳ. Bảo vật siêu cấp của di tộc thái cổ. Nó tản ra ánh sáng đen như thác, vừa chạm vào kiếm của Diệp Quân đã vỡ ra. Kiếm quang và sức mạnh hất bay thái cổ kình đi. Diệp Quân không chửi lộn với chủ nhân bút đại đạo nữa mà vung kiếm lên, cường giả nhà họ Thiên nghe lệnh. Giết chúng. Giết, hắn xông lên đầu tiên. Những người kia nghe theo mà tiến lên tấn công cường giả đế quốc. Tuy nha không chiếm ưu thế về số lượng, sức mạnh cũng thua xa đế quốc nhưng được cái đang hăng hái, đánh mạnh hơn bình thường. Thái cổ kình tái mặt, tự nhận thấy với chiến lực bây giờ của Diệp Quân thì người thường không phải đối thủ của hắn. Quả nhiên hắn mới vừa giao thủ với cường giả thái cổ thì vung kiếm là chém nát người ta, suýt nữa linh hồn cũng bị tiêu diệt. Cường giả giới ngoại còn bị vậy khiến những người khác sững sờ. Diệp Quân thì không đánh cường giả giới ngoại của đế quốc mà chọn người của tộc thái cổ, chỉ vài ba chiêu đã diệt được thân xác vài tên. Thái cổ kình vội la lên, rút lui, rút mau. Ông ta không cho phép cường giả giới ngoại của tộc mình bỏ mạng, bằng không bọn họ sẽ tổn thương nặng nề. Không được rút. Thái cổ kình không quan tâm đến chủ nhân bút đại đạo, dẫn theo tộc nhân của mình bỏ chạy. Di tộc thái cổ không lớn mạnh như nhà họ Thiên và đế quốc. Nếu ở đây tổn thất thêm vài cường giả giới ngoại nữa thì khi đó thực lực tổng hợp của di tộc thái cổ sẽ bị tổn hại rất lớn, như vậy bọn họ sẽ khó mà đứng vững đến cuối cùng để giành được nhiều lợi ích hơn. Hy sinh di tộc thái cổ để giúp đỡ đế quốc. Ông ta không làm được. Còn chủ nhân bút đại đạo ấy à, mẹ kiếp, từ đầu đến cuối chỉ được cái miệng, không hề ra tay, y như một thằng lưu manh lừa lọc. Bực thật, thấy các cường giả di tộc thái cổ rời đi. Chủ tộc và ô tộc cũng nhận ra tình hình không đúng, lập tức dẫn theo tộc nhân bỏ chạy. Cường giả cảnh giới giới ngoại của họ không nhiều như nhà họ Thiên và đế quốc, tổn thất một người như tổn hại nguyên khí tổng hợp. Chẳng mấy chốc bọn họ đã rút lui sạch sẽ, khí thế nhóm cường giả của nhà họ Thiên càng tăng vọt, mọi người đồng thời vọt ra ngoài. Nhìn thấy cảnh này, chủ nhân bút đại đạo quả đoán hô lên, rút lui. Ông ta biết bây giờ chỉ dựa vào mỗi thực lực của đế quốc thì khó mà tiêu diệt được nhà họ Thiên. Tuy Thiên Hợp đã ngã xuống, nhưng thực lực tổng hợp của nhà họ Thiên vẫn còn ở đấy, hiện tại song phương cùng liều chết thì đế quốc cũng không có quá nhiều phần thắng. Cường giả đế quốc quay đầu nhìn cơ chiến, sắc mặt ông ta âm u đáng sợ. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, rút lui trước, cơ chiến trầm mặc như trước. Chủ nhân bút đại đạo nhìn về phía những cường giả đế quốc. Cả giận hét lên, mẹ nó còn không rút lui thì đứng chờ chết đúng không? Ông ta tức xì khói. Một đám ngu xuẩn. Mẹ nó chứ. Chẳng mấy chốc, cường giả đế quốc đã đua nhau bỏ chạy. Diệp Quân dẫn theo một nhóm cường giả nhà họ Thiên đuổi theo nhưng không kịp. Diệp Quân dừng lại, những cường giả ở bên cạnh hắn vẫn đang phấn khởi vô cùng,
máu nóng sôi sục toàn thân. Bọn họ không ngờ rằng mình lại đánh thắng, hơn nữa còn giết được vài tên cường giả cảnh giới giới ngoại cùng với mấy trăm cường giả phá hư. Trên gương mặt tuyệt trần của Thiên Liên cũng lộ ra vài phần hưng phấn, cô ta quay đầu nhìn Diệp Quân, mà lúc này Diệp Quân đã ngã khuỵu xuống. Thiên Liên sửng sốt, vội vàng đến đỡ Diệp Quân, Diệp Quân đột nhiên phun ra một búng máu tươi, bắn tung tóe lên ngực cô ta, không chỉ thế, thân thể của hắn còn đang bắt đầu rạn nứt. Như chủ nhân Bút Đại Đạo từng nói, thân thể cùng thần hồn bây giờ của hắn khó có thể chịu đựng được nhiều sức mạnh của hư chân linh như vậy, ban nãy hắn đã như nỏ hết đà. Bây giờ đế quốc đã rút lui hết, hắn không còn cầm cự được nữa. Ở bên, Thiên Diêm vội vàng nói, đưa hắn về. Dứt lời, mọi người vội vàng đưa Diệp Quân trở lại trong thiên vực. Diệp Quân nằm lên giường, trên người hẳn tỏa ra ánh sáng xanh biếc nhàn nhạt, đó là nhờ thần liên đang chữa thương cho hắn. May mà có thần liên, nếu không thì hắn căn bản không thể chống chọi lâu được như vậy. Thiên Diêm nhìn Diệp Quân trước mặt, nghiêm mặt nói, hắn đã gánh vác quá sức. Thiên Liên gật đầu, hắn mạnh lên quá không bình thường. Thiên Diêm nói, lấy thêm một đóa thần liên đến. Vừa dứt lời, một trưởng lão đã chạy ra ngoài, chỉ chốc lát, ông ta đã cầm một đóa thần liên trở về. Lần này, không có ai phản đối nữa. Sau khi cho Diệp Quân ăn thần liên, thân thể hắn bắt đầu từ từ hồi phục, hơi thở cũng dần bình tĩnh lại. Thấy thế, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm. Thiên Diêm nói, Thiên Liên, người ở lại đây chăm sóc tộc trưởng, còn lại theo ta canh gác. Mọi người rời đi, trong điện chỉ còn lại Diệp Quân và Thiên Liên. Qua một lúc lâu, Diệp Quân chậm rãi mở mắt ra, hắn vừa định ngồi dậy thì phát hiện toàn thân không có chút sức lực nào. Thiên Liên vội vàng nâng hắn dậy. Diệp Quân liếc mắt nhìn thân thể mình rồi cười khổ, bây giờ hắn mềm oặt như bùn nhão, không có lấy được chút sức lực nào. Hậu quả quá lớn. Đúng là quá tiêu hao thân thể. Thiên Liên nói, người nghỉ ngơi cho tốt vào. Diệp Quân nói, đám người đế quốc đã bỏ chạy hết rồi à? Thiên Liên gật đầu, trong thời gian ngắn bọn họ không dám đến nữa đâu. Diệp Quân không nói gì thêm, hắn hơi suy nghĩ, quần áo trên người đã biến mất hết. Hắn bước vào trong dòng suối, vừa chạm vào nước đã cảm giác được toàn thân ấm áp, ngay sau đó, như thể có vô số dòng khí lưu tràn vào trong cơ thể hắn. Bên trong cơ thể như có hàng nghìn cơn sóng cuộn trào, nơi sóng vỗ vào đều khiến hắn thư thái thoải mái. Trong cơ thể hắn đã có sẵn hai đóa thần liên, lúc này lại được suối thánh tẩm bổ, nên vết thương đang hồi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, nhưng thần hồn thì chậm hơn một chút, lúc trước hắn không chỉ tổn thương thân thể, mà còn tổn thương cả thần hồn. Nếu Thái Cổ Kình nghe lời chủ nhân Bút Đại Đạo thì hắn đã không có phần thắng. Cách đó không xa. Thiên Liên đột nhiên nói, ta nghe Vưu Liêm nói ngươi tới đây để tranh giành đại đạo với chủ nhân Bút Đại Đạo. Diệp Quân đáp, ừ. Thiên Liên nói, tại sao lại chọn nơi này? Diệp Quân nhìn về phía Thiên Liên, Liên cô nương, rất xin lỗi, đây không phải là vấn đề ta có thể quyết định được. Hắn biết nếu hắn và chủ nhân Bút Đại Đạo không đến nơi này thì nhà họ Thiên và đế quốc vẫn ngang tài ngang sức như khi trước, là do hắn và chủ nhân Bút Đại Đạo đến đây phá vỡ cân bằng trật tự của họ. Thiên Liên khẽ lắc đầu, ta không có ý trách ngươi, chỉ là tò mò thôi. Diệp Quân không nói gì thêm, chuyên tâm chữa thương, bởi vì hắn biết tên chó chủ nhân Bút Đại Đạo kia tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho mình. Hơn nữa, ban nãy khi hắn định giết chủ nhân Bút Đại Đạo thì phát hiện ra thực lực của tên này cũng có chút bất thường. Hắn vẫn chưa dám chắc thực lực của đối phương đã khôi phục chưa hay chỉ là mới tăng cường thôi. Mặc dù đối phương bảo sức mạnh đạo pháp đã bị cha hắn phong ấn, nhưng hắn có thể tu luyện lại từ đầu thì sao ông ta lại không thể? Bây giờ hắn không biết chính xác đối phương đã khôi phục lại được bao nhiêu. Nói chung là không thể khinh thường. Diệp Quân thôi không nghĩ nữa, bắt đầu tập tủng chữa thương. Một bên khác, trong một vùng sao trời, Cơ Chiến ngồi xếp bằng trên mặt đất, ông ta đang chữa thương, chiêu kiếm khi đó của Diệp Quân suýt nữa đã phế được ông ta. Bên cạnh ông ta là chủ nhân Bút Đại Đạo. Qua một hồi sau, Cơ Chiến chậm rãi mở mắt ra, quanh người ông ta là những dòng khí lưu màu vàng đang tràn vào cơ thể. Cơ Chiến bình tĩnh vô cảm, lần này bị một kiếm của Diệp Quân suýt nữa đánh cho tàn phế, đối với ông ta mà nói là một chuyện vô cùng nhục nhã. Sâu trong con người ông ta ánh lên một tia quyết tuyệt, như đã quyết tâm việc gì đó. Ông ta cất giấu cảm xúc trong mắt đi,
sau đó quay sang nhìn chủ nhân bút đại đạo. Chủ nhân bút đại đạo nói, đó là hư chân linh, chắc huynh cũng không xa lạ gì, đó là sinh linh ở điểm giao hư chân, sau khi các huynh đạt đến cảnh giới giới ngoại thì có thể cảm nhận được nó. Cơ chiến vô cảm hỏi, tại sao hư chân linh kia lại giúp hắn? Nghe thế, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo trầm xuống. Mẹ kiếp! Tại sao hư chân linh lại giúp đỡ tên khốn kia? Chắc chắn là do tên khốn đó đã mượn sức mạnh của người trong nhà, nếu không thì đám hư chân linh cao ngạo kia không thể giúp đỡ hắn được. Nhưng ông ta không có chứng cứ. Hơn nữa tên chó chết đó đúng là không hề gọi người. Chơi lách luật đúng không? Cơ chiến nhíu chặt mày lại, không thể không nói thực lực của Diệp Quân lần này đã khiến ông ta rất bất ngờ. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, thật ra lúc đó hắn đã như cung dương hết đà rồi, nếu khi đó chúng ta đồng tâm hiệp lực thì bây giờ nhà họ Thiên đã bị diệt. Nói rồi, ông ta khẽ thở dài, thật sự có chút đáng tiếc. Cơ chiến lắc đầu, cho dù là di tộc Thái Cổ, trụ tộc hay ô tộc, tuy bọn họ hợp tác với đế quốc ta nhưng luôn có ý đồ của mưu lược riêng, bọn họ sẽ không thật sự liều mạng. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, nhưng bọn họ có biết càng như thế thì càng gần với diệt vong không? Cơ chiến nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, bây giờ huynh có tính toán gì? Chủ nhân bút đại đạo trầm mặc một lát rồi nói, tập hợp lại, đánh lại một lần. Cơ chiến không nói gì. Chủ nhân bút đại đạo liếc mắt nhìn ông ta, tốc độ nâng cao tu vi của tên khốn đó vô cùng phi thường, nếu cho hẳn thêm thời gian thì huynh có tin hắn có thể giết cảnh giới giới ngoại chỉ trong một cái chớp mắt không? Cơ chiến trầm mặc, nhưng sắc mặt đã vô cùng khó coi. Tốc độ phát triển thực lực của Diệp Quân quả thật quá mức biến thái. Chủ nhân bút đại đạo nhìn cơ chiến, lần chiến đấu này đế quốc tuyệt không được lưu thủ, nhất định phải dùng hết tất cả các lá bài tẩy. Cơ chiến nói, phải khiến di tộc Thái Cổ tham chiến cùng. Chủ nhân bút đại đạo gật đầu, tất nhiên. Cơ chiến nói, người đâu, cho mời ba vị tộc trưởng đến. Đại kiếm tiên. Nghe chủ nhân bút đại đạo nói như thế, mọi người đều nhíu mày lại. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm vào chủ nhân bút đại đạo, không nói gì. Tất nhiên là bọn họ không tin. Thiên tài như Diệp Quân chắc chắn không phải là người mà những thế lực gia tộc bình thường có thể bồi dưỡng ra được, trẻ tuổi như vậy đã có sức chiến đấu khủng khiếp, quá bất hợp lý. Chủ nhân bút đại đạo lại nói, người phía sau hắn cũng chỉ là cảnh giới giới ngoại mà thôi, tất nhiên có mạnh hơn cảnh giới giới ngoại bình thường một chút. Tất nhiên ông ta sẽ không nói thật, đùa à. Nói thật rồi thì đám người này có quyết đi liều mạng nữa không? Mạnh hơn cường giả cảnh giới giới ngoại bình thường một chút. Thái Cổ Kình nhìn chằm chằm chủ nhân bút đại đạo, vẫn thấy không đáng tin, ông ta thô kệch, nhưng không ngu ngốc. Chủ nhân bút đại đạo lạnh lùng nói, sao nào, mọi người nghĩ người nhà hắn trên cả cảnh giới giới ngoại. Dùng não suy nghĩ đi, nếu người nhà hắn mạnh như vậy thì còn phải ở đây đùa nghịch với các người à? Hắn gọi người nhà. Đến búng tay một cái là xong hết. Mọi người nghe ông ta nói như thế thì đều ngẫm lại, hình như cũng đúng, nếu người nhà Diệp Quân thật sự vượt qua cả cảnh giới giới ngoại thì hắn còn ở đây giằng co với họ làm gì. Vậy không hợp lẽ thường. Chủ nhân bút đại đạo nói tiếp, vấn đề bây giờ là nếu các huynh không mau giết hắn thì mọi người có tin là chẳng bao lâu sau, hẳn sẽ dẫn quân giết sạch vũ trụ này không? Đừng nghi ngờ, ta rất hiểu tên này, bây giờ hắn đã chọn chơi chiêu mặt dày rồi. Chiêu này phải nói là vô địch. Thái Cổ Kình nói, đạo huynh, chúng ta đều hiểu điều này, nhưng huynh có thể ra sức giúp một chút được không? Chủ nhân bút đại đạo có chút nổi đoá, ta mà không ra sức hả? Trận pháp thiên vực đó là ta phá hay huynh phá? Thái Cổ Kình trầm giọng nói, ý của ta là huynh cũng nên ra tay. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy nói, muốn được lợi mà không muốn liều mạng, di tộc Thái Cổ của ngươi cũng đến vậy thôi. Thái Cổ Kình bỗng nổi giận, chó đại đạo, đừng có vênh mặt. Chủ nhân bút đại đạo đột nhiên phất tay áo lên. Thái Cổ Kình biến sắc, đột nhiên đấm ra một quyền. Âm ầm. Thái Cổ Kình lập tức bị một lồng sức mạnh đáng sợ đánh bay ra hơn mấy vạn trượng, ông ta vừa dừng lại thì mảnh tỉnh không phía sau đã lập tức bị hủy diệt. Tất cả mọi người đều hoảng hốt. Cơ chiến quay đầu nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, cũng có chút khiếp sợ. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm Thái Cổ Kình, ánh mắt lạnh lùng, ông đây định đối xử hòa nhã tử tế với ngươi, nhưng bây giờ xem ra không được rồi, thứ tạp chủng không biết trời cao đất rộng, chó đại đạo à? Mẹ nó ngươi là thằng khốn đó hay gì? Dứt lời, ông ta chợt vọt lên, lập tức,
trong thiên địa bỗng ngưng hiện ra một phù văn vạn thiên đạo pháp. Sắc mặt Thái Cổ Kình lập tức tái đi, ông ta siết chặt nắm tay phải lại, sau đó dùng sức đấm mạnh về phía trước, nhưng sức mạnh của ông ta căn bản không thể so được với của chủ nhân bút đại đạo, trong nháy mắt va chạm với luồng khí thế khổng lồ kia, ông ta đã bị đánh bật ra ngoài. Ông ta vừa dừng lại thì thân thể đã nứt toác, máu tươi chảy ròng ròng. Mọi người đều ngẩn ra. Nhìn thấy chủ nhân bút đại đạo còn muốn ra tay, Cơ Chiến ở bên vội ngăn, đạo huynh. Chủ nhân bút đại đạo ngừng lại, ông ta thản nhiên nhìn Thái Cổ Kình vẫn còn đang chấn kinh ở phía xa, thứ gì đâu không, người thật sự nghĩ ông đây là thằng đầu đường xó chợ à. Thái Cổ Kình khiếp sợ nhìn chủ nhân bút đại đạo, vốn dĩ ông ta tưởng người này như quan văn, không ngờ thực lực lại khủng bố như thế. Thì ra tên này vẫn luôn giả heo ăn hổi. Cơ Chiến liếc mắt nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó nói, chư vị, lần này nếu chúng ta đã quyết ra tay thì không thể lưu thủ được nữa, nhất định phải giải quyết cho bằng được Diệp Quân cùng nhà họ Thiên, không để bọn họ có thêm bất kỳ cơ hội nào. Thái Cổ Kình trầm giọng nói, ý của Chiến huynh là, dốc hết toàn lực. Cơ Chiến gật đầu, không thể giữ sức được nữa. Đám người Thái Cổ Kình đều im lặng. Tất nhiên bọn họ ai cũng có lá bài tẩy cuối cùng, mà lá bài này trừ khi là vô cùng bất đắc dĩ ra thì sẽ không dễ gì động đến. Cơ Chiến nói, còn một điều nữa, mọi người phải hiểu nếu chúng ta không đồng lòng thì thứ đợi chúng ta ở phía trước chính là cái chết. Tộc trưởng tộc khẽ gật đầu, đó là điều đương nhiên, lần này nhất định phải tiêu diệt cho bằng được nhà họ Thiên và Diệp Quân. Có điều, thực lực của Diệp Quân. Nói đoạn, vẻ mặt ông ta lộ ra sự khó xử. Mọi người nghe vậy cũng có vẻ mặt khó coi. Thực lực của Diệp Quân đúng thật là quá biến thái, bây giờ có là 6, 7 cường giả cảnh giới giới ngoại cũng không phải đối thủ của hắn nữa. Cơ Chiến vốn định đứng ra, nhưng suy nghĩ lại thì không làm vậy nữa, mà ông ta chỉ quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa. Chủ nhân bút đại đạo lắc đầu, các người đừng nhìn ta, thực lực bây giờ của ta cũng không thể ngăn được hắn. Diệp Quân có mười mấy hư chân linh giúp đỡ, sức chiến đấu tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng được. Trừ khi ông ta hoàn toàn khôi phục thực lực, bằng không cũng chẳng thể làm gì được hắn. Cơ Chiến trầm giọng nói, vậy thì cản hắn thôi. Tộc trưởng tộc gật đầu, đúng, chỉ cần ngăn cản thôi, người này có hư chân linh giúp đỡ, thực lực trong thời gian ngắn sẽ vô cùng khủng bố, nhưng chỉ là trong thời gian ngắn thôi. Bởi vì hắn phải tiêu hao thân thể cùng thần hồn của mình, dần ra, không cần chúng ta ra tay thì hắn cũng sẽ tự xong đời. Nhưng vấn đề là chúng ta phải làm sao để ngăn cản hắn. Cơ Chiến nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo, đạo huynh, huynh có biện pháp gì không? Mọi người đều đưa mắt nhìn về phía chủ nhân bút đại đạo. Nói rồi, ánh mắt ông ta lia thẳng qua Thái Cổ Kình. Thái Cổ Kình trầm giọng nói, đạo huynh yên tâm, lần này chúng ta quyết tiêu diệt nhà họ Thiên và Diệp Quân cho bằng được. Nói đến đây, ông ta dừng lại một rồi mới tiếp lời. Nhưng đạo huynh phải ngăn được tên Diệp Quân kia. Ông ta thật sự sợ Diệp Quân sẽ điên cuồng nhắm vào di tộc Thái Cổ, bởi vì Diệp Quân bây giờ đã có sức mạnh quá mức khủng bố. Chủ nhân bút đại đạo bình tĩnh nói, yên tâm, ta sẽ ngăn cản hắn. Thái Cổ Kình gật gật đầu, đạo huynh yên tâm, chỉ cần huynh có thể ngăn cản được Diệp Quân thì di tộc Thái Cổ nhất định sẽ không lùi bước. Hai tộc trưởng Trục tộc và Ô tộc ở bên cũng gật đầu. Tất nhiên bọn họ cũng rõ được thiệt hơn trong chuyện này, nếu lần này không giải quyết triệt để nhà họ Thiên và Diệp Quân thì sau này nếu Diệp Quân khôi phục nguyên khí, khi đó bọn họ ắt sẽ bị trả thù gấp bội, ai có thể chịu được. Sự trả thù của nhà họ Thiên và Diệp Quân. Chủ nhân bút đại đạo nhìn mọi người một chút, không nói gì thêm, ban đầu ông ta còn thấy rất ung dung, nhưng bây giờ đã có chút lo lắng. Bởi vì ông ta không biết rốt cuộc Diệp Quân đã dùng cách gì để nhận được sự trợ giúp từ đám hư chân linh kia. Tên kia làm thế nào? Quảng thần giới ngoại, lúc này quảng thần giới ngoại đã hoàn toàn bị đế quốc chiếm lĩnh, không có bóng dáng của cường giả nhà họ Thiên. Cơ Chiến đột nhiên đi tới nơi này, ông ta phất tay, cường giả đế quốc trấn thủ bốn phía lập tức thối lui. Cơ Chiến đi vào nơi sâu nhất dưới lòng đất trong quặng mỏ, dọc đường đi, vẻ mặt ông ta đần ngưng động lại. Bởi vì trên vách tường bốn phía đều phủ kín phù văn đỏ như máu. Ông ta tiếp tục men theo đường nhỏ đi xuống, không biết qua bao lâu, ông ta đột nhiên dừng lại, phía trước ông ta có một cảnh cửa màu đỏ như máu. Hê hê! Sâu ở bên trong đột nhiên có một tiếng cười quái dị vang lên, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Cơ Chiến nhìn cánh cửa máu kia, vẻ mặt đề phòng.
Bên trong lại có một giọng nói truyền đến, nghĩ xong chưa? Cơ Chiến nói, người biết chủ nhân bút đại đạo không? Giọng nói kia đột nhiên bật cười, tên lưu manh đó. Ha ha, sao, ông ta cũng đang ở vùng vũ trụ này. Cơ Chiến nói, đúng, đang tranh giành đại đạo với một người khác ở đây. Giọng nói kia khinh bỉ, chỉ là bọn sâu bọ thôi. Nếu ta ra ngoài thì giết ông ta dễ như giết gà. Cơ Chiến nhíu mày lại. Giọng nói kia cười gắn, không tin. Thiên vực. Lúc này thiên vực vẫn đang trong trạng thái đề phòng cao độ, có điều khác hẳn với lúc trước. Hiện giờ bên trong thiên vực, cường giả nhà họ Thiên người nào cũng ngùn ngụt sĩ khí, mà bọn họ cũng hoàn toàn bội phục và kính sợ Diệp Quân từ tận đáy lòng. Chỉ một kiếm mà đã chém bay Cơ Chiến của đế quốc. Thực lực thật đáng sợ. Hiện giờ toàn bộ người của thiên vực cực kỳ tán thưởng Diệp Quân. Vào giờ này khắc này bên trong suối nước nóng, vết thương của Diệp Quân cũng đã khôi phục 7-8 phần, cả thần hồn cũng vậy. Trong suối nước nóng, hắn chậm rãi mở hai mắt, sau đó hít một hơi thật sâu, xung quanh người hắn có vô số đốm sáng màu xanh lục tỏa ra, điều dưỡng cơ thể hắn. Diệp Quân cúi đầu nhìn thoáng qua cơ thể mình, mỉm cười nói, thần liên và suối nước nóng này thật thần kỳ. Vết thương lúc trước của hắn nếu cứ để bình thường thì ít nhất cũng phải gần tháng mới có thể khôi phục. Nhưng giờ chưa đến nửa ngày mà đã hoàn toàn lành lặn. Lúc này, đột nhiên có tiếng thiên liên vang lên từ đằng xa, khỏe rồi à? Diệp Quân gật đầu, hắn ra khỏi suối nước nóng, sau đó mặc một bộ trường bào màu trắng, hắn thử hoạt động một chút, cơ thể đã hồi phục hoàn toàn. Lúc này thiên liên xoay người, cô ta nhìn Diệp Quân, vừa nhận được tin tức, nhóm người chủ nhân bút đại đạo đã đuổi theo đến thiên vực của chúng ta. Diệp Quân nói, chuyện này cũng có thể đoán được. Thiên liên gần giọng, lúc này bọn họ chắc chắn sẽ không nương tay nữa. Diệp Quân thong thả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nheo mắt lại, vậy cứ đánh một trận quyết định thắng thua. Một trận quyết định thắng thua. Chủ nhân bút đại đạo ngóc đầu trở lại nhanh như vậy, Diệp Quân cũng không hề bất ngờ, bởi vì hắn biết rõ, ông ta chắc chắn sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian. Diệp Quân nhìn thiên liên đứng trước mặt, thiên liên cô nương, cô đi thông báo với mọi người trong tộc. Cứ bảo giờ là lúc chúng ta quyết chiến một trận với đế quốc. Thiên liên gật đầu, được. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Sau khi thiên liên rời đi, Diệp Quân bước vào điểm giao hư chân, vừa bước vào khu vực thời không này, 12 luồng hư ảnh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. 12 vị hư chân linh. Lúc trước từng dung hợp với 12 vị hư chân linh, hiện giờ hắn đã hơi quen với những hư chân linh này. Không chỉ như thế, hiện giờ hắn cũng càng hiểu rõ điểm giao hư chân này hơn. Nơi này tự hình thành nên một thế giới, có một số sinh linh sống ở đây, ví dụ như hư chân linh, đương nhiên, cũng không nhiều, mỗi khu vực chỉ có một con, những hư chân linh này được ngưng tụ từ sức mạnh thời không, có thể nói là một thể với điểm giao hư chân này, mà chúng nó cũng bảo vệ nơi đặc biệt này. Cường giả khác thời không khó có thể tiếp xúc với nơi này, nguyên nhân lớn nhất thật ra chính là những hư chân linh này. Chúng nó không cho phép người bên ngoài tự tiện đặt chân đến nơi này, chứ đừng nói là điều khiển sức mạnh thời không ở đây. 12 hư chân linh đứng ngay ngắn nơi đó, chúng nó đều đang nhìn Diệp Quân. Diệp Quân nói, ân tình tương trợ của các vị, Diệp Quân ta vĩnh viễn không quên. 12 hư chân linh không nói lời nào. Diệp Quân lại nói, người nhà ta cũng sẽ không quên. 12 hư chân linh đồng thời vỗ tay. Nghe bôm bốp giòn tan. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn lại, thời không của điểm giao hư chân này là vô cùng vô tận, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, thật ra hắn muốn thăm dò một lượt, nói không chừng sẽ có điều gì bất ngờ, bởi vì hắn đã biết nơi này không chỉ có hư chân linh. Có điều hiện giờ hắn không có thời gian. Diệp Quân rời khỏi điểm giao hư chân, hắn đi vào một gian đại điện trước, giờ phút này, cường giả nhà họ Thiên đều đã đứng đầy ở đó. Nhìn thấy Diệp Quân đến. Ánh mắt của mọi người trong điện đều đổ dồn về phía hắn, sau đó đồng loạt hành lễ chào tộc trưởng. Trận chiến lúc trước, Diệp Quân đã được người nhà họ Thiên công nhận. Diệp Quân lập tức đi về phía ghế ngồi của tộc trưởng. Bên cạnh vị trí đó Thiên Liên đang cầm vật báu của nhà họ Thiên, bởi vì cô ta và Diệp Quân ngoài mặt là vợ chồng, hơn nữa lúc trước còn là người thừa kế nhà họ Thiên, bởi vậy, địa vị của cô ta trong gia tộc họ Thiên cũng rất đặc biệt. Có thể nói là nhân vật có thực quyền đứng thứ hai. Diệp Quân ngồi xuống ghế, hắn nhìn tất cả mọi người trong điện, lần này bọn chúng ngóc đầu trở lại, ắt sẽ dốc toàn lực. Nói xong,
ánh mắt của hắn dừng ở chỗ Thiên Diêm, trưởng lão Thiên Diêm, ông có biết mấy nhà này có át chủ bài gì không? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 157.